ăn đồ này kia đó bị nhức đó rồi bó cũng được luôn không thư? Tao nói mình nó thần dược mà. Dạ. Cá đâm con vai sào ấm Dạ. để phèn chua với muối hột mình nhiều chút, cục phèn đầu tay cái nè, muối cũng vậy, Dạ. rồi đâm con để miếng giấm con sào nóng con bó vô đó hết rồi. Vậy là qua hết tháng 8 này đi nữa không Tư? Qua hết tháng 8 coi, nãy điện cho nó coi nó rảnh đi chuyến này. Đi chuyến này mình đâm thẳng lên nhà ông đời. Dạ, lấy mà biết Việt Nam không Tư? Biết Việt Nam với tổ đồng này với mình kiếm mớ quyết đồng đổ trọng rồi gì đó. Dạ. Quyết đồng với cái Quyết rồng với đổ trọng. Nó là đổ trọng nhiều lắm không Mạnh Tư? Trâu nữa. Cái này nó lấy cho mình mạnh gừa. Mạnh trâu con chặt ra vậy ra mủ dần nín à. Dạ. Mạnh gừa không có mủ. Mạnh gừa này quất cái rễ vậy đó chừng 2 thước, 2 thằng uống. Cái đó làm gì không Tư? Mạnh gừa nó cũng mạnh trâu nó trợ thận cho đàn ông mình. Ngâm rượu hay nấu Ngâm uống rượu, không? nấu uống cũng được. Còn nấu nước nó cũng đỏ, mà Dạ. nó không có mủ như người ta. Không bằng mạnh trâu không Tư? Mạnh trâu nó mủ vàng đính, chặt nó chảy mủ ra. Sao đặt tên mạnh trâu không Ai biết ông bà Tư? mình mày hỏi tao tao không biết được tao tao ta là Chắc con độ cho uống thuốc đó vô mạnh khỏe con người nó đặt tên mạnh như trâu cũng như dâm dương quá rồi cái thiên niên kiện là uống sống ngàn tuổi ai sống ngàn tuổi Dạ. Thiên niên kiện ở bên Quốc có không Tư? bệnh không có con nuôi cấm không có Dạ. Là cái thuốc đó là thuốc người ta kêu thuốc trường thọ không Tư? trường thọ đó cái lá như lá môn mình vậy nè như lá cây đó mà quỵ thân mình nó không Dạ. lá cây cũ gì cũng không phức Dạ, ngộ. cái tên thuốc nam mình nó kêu là thành phục dạng thành nó là ngon Dạ. Ông Tư, cái cây mà đổ trọng nó mới bự không Tư? dây Dạ, đổ trọng bệnh không phải cây dây không dạ. tại mình kêu đổ trọng vì cái mũ nó như đổ trọng Dạ. chứ nó dây mò tó trắng Mò tó trắng. dây đó miên nó đương chích đương kỳ rồi này kia Dạ. cột nhà Còn cái đổ trọng mà tiệm thuốc bắc nó bán mà nó cắt như da cây gắn là cây không Tư? cây mình bắt nó có trồng Dạ. kiếm cái giống nó về nhân giống trồng ở cây Mà làm gì sao mà kiếm được cái giống đó? cây nó con xài được cũng 20 năm trong mình phải 30 năm Dạ. Vậy là ở ngoài mà ngoài Phú Quốc không có loại cây không không Tư? không có ngoài có quế khâu hộ phát hộ dước rồi kia không có đổ trọng đổ trọng gì rừng, rừng cát tiên có Dạ. mà cũng đổ trọng dây không à Dây. Dây nó bự không Tư? dây nó bằng tay cái con bằng chân cái là bự lắm rồi bằng chân cái có thể 50 năm Dạ. Ý rồi làm sao cái lá nó mình nhận biết được cái cây đổ trọng không biết khi nào gặp bác sĩ Tư? Dạ. Có một người hỏi cái cây gì vậy nè, để con coi lại coi. Cây dậy trắng là ông Tư hồi đó giờ chưa nghe không Tư? nghe có đọc trong sách có biết nhưng mà mình đâu có xài nữa Dạ. Bú mỡ ông Tư ở đây có thuốc đắp không Tư? không Không có không Tư? không đắp bú ác tính bú lành tính rồi này kia Giờ bú mỡ ông Tư không có đắp. không có thuốc tại nó ăn quá nó mập nó nổi bú đắp gì đó Rồi nhiều người bị ba đau mắt đỏ nữa. Đau mắt đỏ là mắt nhậm vậy Tư? bây giờ đây sắp tới đau mắt đỏ rồi mùa Dạ. này mùa ban trái này Cái đó giặt thuốc hay sao không Tư? lá cần thăng Dạ.
Vậy là ông Đồng Tư đau mắt đỏ mà hừng đông tráng, mà con Lợi vợ chồng còn trẻ nó ngủ một đêm là bị phong long rồi. Là sao ông Tư? Bị phong long rồi nó sốt, nó chảy nước mắt con tối ngày, con bỏ ăn bỏ ngủ luôn. Như mắt nhầm đó ông Tư? Ừ. Dạ. Vậy là đắp cái lá cần thăng của ông Tư là hết không Tư? Hả? Vậy là phải lên tới ông Tư. Vậy là những người đau mắt đỏ rồi kia, cỡ nào cái tháng này là tháng bị nhiều không Tư? Mùa này con cháu nóng rồi đi chích thuốc thì liền nóng rồi nên để dây dưa xanh trái. Dạ. Yeah. Mùa này là mùa cái nó kêu bệnh sởi đó. Dạ. Yeah. Cái rạ đó. Dạ. Yeah. Cái rạ con hút thuốc uống cũng hết. Giờ tao lội tao kiếm thuốc gì nữa. Dạ. Tới 11 vị lên. Là thuốc nam không hả ông Tư? Nam không. Có nhiều người cái rạ người ta trị hoài không hết ông Tư? Đúng rồi. Con trị thuốc mà con không cởi kiêng ăn, nó kỵ nhất là đường với mỡ. Dạ. Mà hai món đó mày coi nó ăn sáng ăn chiều ăn biểu hết cho hết. Dạ. Đường không được ăn. Ừ. Mỡ không được ăn. Ừ. Vì mấy người ăn chay đồ này kia dầu thì nó cũng dính luôn. Cũng cử luôn không được. Ừ. Cái dây gốc gốc son gì đó ông Tư, gốc sơm. Gốc sơm hả ông Tư? Ừ. Anh vườn có để bó chặt bông gân rồi đó. Dạ dạ. Nhưng mà con lấy nhạy dây con phanh dừa cùng tay nó đeo vô, con phải nín thở đó. Dạ. Yeah. Hay con phanh vô rồi con xỏ luồn luồn như cái neo mình vậy đó. Dạ yeah, dạ. Yeah. Thời gian nó mới mức nó cũng nín thở. Ngộ không? Nó mới kết quả. Còn con nghe dây cốc sơm bó xin đặt về con cột con bó thở kỳ kỳ không hết. Vậy là lúc bức cũng nín thở mà lúc bó cũng nín thở nữa không Tư? Ừ. Ôi ngộ hả? Nó quan trọng lắm. Năm nhiều cái phép chữa mẹo người ta cuốn sách món ăn. Yeah. Người ta sách xưa chữa mẹo rất nhiều. Dạ. Yeah. Mắt xương bữa nay nó dụ người ta ăn con cá rô. Dạ. Yeah. Bị mắt xương con lượm cái xương cá rô con để xấy ngòi đừng cho bên người bị nó biết. Cái người bị mất xương không cho người đó biết được không? Không cho biết. Rồi con hỏi mày đau mắt bên phải hay bên trái? Rồi con vỗ bọc bọc ba cái rồi wow. Nó hỏi gì nó tao đẻ ngược. Bị mấy người đẻ ngược hay vuốt cái đó mới hết. Yeah. Rồi con vỗ vậy con hết. Rồi thứ hai nữa là con đi ra đường. Yeah. Gặp cái cây nó nằm cả ngang đường vậy nè. Dạ. Con đá cái cây cho nó xuôi theo lộ mình đi ra vậy nè. Dạ. Con quay lại con hỏi mẹ hết chưa? Bị con tầng hắn nó hết rồi. Vậy là mình đi ra lộ mình phải bắt cái người mà bị mất xương đi theo hả? Đi theo cho lên mình chứ. Dạ. Mình đi đâu nó đi đó, chừng nào con gặp cái cây nó cản ngang đường mình đá nó xuôi lại. Dạ. Rồi có khi không có gặp cái cây nào rồi sao ông Tư? Sao không? Rác rến thì thiếu gì. Dạ. Yeah. Gặp khúc cây cục dài gì cũng được chứ hả ông Tư? Cây gì cũng được. Dạ. Yeah. Điều cho nó xuôi theo đường. Dạ. Yeah. Cái mẹo hay. Giờ này cũng vậy, giờ ăn cái con... Mà giờ nhà tôn, nhà tường thiết không, lá lợp nhà đâu có. Dạ. Yeah. Lá lợp nhà con tước miếng nhỏ vậy, chừng độ 5 ly mình tước dài vậy đó. Yeah. Rồi cái miếng dời nó dù nó tròn vậy. Cái... Nhưng miếng dời như cái bịch này đi. Yeah. Con đo chiều dài này trước. Đo mà phải nín thở là. Dạ yeah, cũng nín thở nữa hả ông Tư? Nín thở. Đặng mình tập trung cái khí thần mình cho nó vô đó. Dạ. Yeah. Còn đo đường dài này trước, đo tréo xuống, đo tréo qua, tréo lại, đo ngang, đo dọc, ngắt chừng nào hết cây đó thôi mình mới thở. Còn yeah. Giáp miếng dời luôn. Dạ. Yeah. Mày dục cái miếng cây đó chút héo mặt rồi. Dạ. Yeah.
cái đó là trị mẹo hả ông Tư? Trị mẹo. Còn hay... thứ hai nữa con biết cái lá cây trò mòi không? Dạ biết. Ừ. Cái đọt trò mòi con phải ghi tên tuổi đó bao nhiêu. Mày phải đi rồi cái mày vẽ cái chữ tổ, củ quyền thánh tổ mình á. Yeah. Vẽ chữ tổ chứ. Vẽ trong miếng giấy hút nó bỏ ông họng ngậm. Từ nhà con ra tới cây trò mòi đó, tức là con không nói chuyện đó. Dạ. Bởi mình để ý cây trò mòi đâu gần, gần tới mình hay ngậm. Dạ. Để ngậm xa quá làm sao mình không nói chuyện được. Dạ. Ngậm nó ra coi cái đau vú cũng được. Còn giờ này con bẻ cái lá non, đọt non đó. Dạ. Con kiếm chỗ nào bóng nắng con dục đó, lá nó héo con dời trong này hết. Với bò trâu dòi 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 đó. Dạ. Yeah. Lá nó héo dòi nó búng ra chết hết. Ngộ mà. Ngộ cái đó đâu có đụng tới cái không đụng ở đây con chữa ở Sài Gòn cũng được. Nhưng mà phải nói tên người đó không? Phải nói tên bao nhiêu tuổi ở làng tổng gì, huyện gì. Mình chỉ nói trong miệng cái rồi không Tư? Ừ, mình rồi vẽ chữ tổ ra con mới ra cây thuốc đó. Đau vú cũng vậy, đau vú con phải cạp vỏ nó. Đau vú thì con phải bẻ ba, đem theo ba cây nhang đốt ra đó. Mày làm thầy mày phải lại cây trò mòi đó. Dạ. Yeah. Mình nói ông trò mòi, bà trò mòi ơi, cho tôi xin miếng thuốc này về tôi cứu cho nhỏ Nguyễn Thị Ổi 20 tuổi cho nó hết đau vú bên phải bên trái gì đó. Dạ. Yeah. Là con cạp con giỏi con vô con phun nó đưa khóc la vậy mày phun nó một ngủ luôn. Cạp giỏi cây trò mồi không Tư? Ờ. Con cạp chừng 2-3 lần chết cây đó. Ôi cái ghê không Tư? Nhức răng cũng vậy. Cái nhức răng đó là quan trọng không Tư? Mà chỉ cái răng không Tư? Không, thuốc mình thuốc thành dược nữa thôi. Nhức răng luôn. Dạ. Lê răng này, này kia con chấm vô hết liền. Dạ, thuốc công Tư. Ừ. Có cho mình miếng nào chưa? Hổng mà con xớt được miếng đó. Nào hết lấy. Nhất là con cháu nó nhức răng khóc. Có nhiều cái phương thuốc trị mẹo quá hay không Tư? Ừ. Chị ba mày ngày hôm qua cũng vậy, ngồi trên bụng chẳng dạng tao đi ra ngoài, tao vô đây cho miếng thuốc, múc miếng để bằng tay lên, tao chấm vô đó. Tới giác là nó phải chiều mình ăn uống súc miệng cho sạch, chấm cái sáng cứng ngắt. Yeah. Nhất là con uống nước đá này kia cái ê dùng đó, răng ra nè. Dạ. Yeah. Từ 84 tuổi mà răng còn đều do luôn. Ừ. Cái răng cùng nó lung lê và nhổ ấy nó còn dính chân thịt cơ mà. Yeah. Ăn mấy bữa trúng nhất là ba khô cá đuối nè, cá mực nè. Yeah. Ăn trúng té đái bụi. Có nhiều người hỏi ông Tư bị rít cắn là làm sao hết. Nhìn ta ở xa đó ông Tư bị rít cắn á. Mà cái đó thì phải ở gần ông Tư tới đắp thuốc à, hết liền hả ông Tư? Trong rắn mình con đắp. Dạ. 30 phút hết rồi. Dạ. Con rít nó đỡ, ngô công nó mới giữ. Dạ. Ngô công mà nó có chữa là nó cắn còn hơn bầm tím chỗ dùng đó. Ồ như rắn luôn hả ông Tư? Ồ như rắn vậy đó. Mà nó nhứt, con rắn đột nhứt năm nó phải 15. Ôi dồi, nó gấp bằng 3 lần luôn. 3 lần vậy. Hỏi con ngô công, con nghe ông Tư nói là nó đi toàn là ngóc đầu lên không hả ông Tư? Nó đẻ nó mới, con đi ngang nó rượt ngóc đầu lên. Ua, chạy rè, rè lá cây khô trong rừng á. Ôi thi thi à. Bị con dòm nó, con phân biệt nó rít màu vàng tái. Dạ. Con ảnh vàng đỏ. Dạ. Như nó sậm hơn không Tư? Ừ, mà con rít đâu có bự. Bự lắm là con nào nấy bự lắm là bằng tay út. Dạ. Yeah. Còn ngô công có thể bằng chân cái con dai gì nè. Dạ. Yeah. Ảnh vàng tư nhưng mà mình để ý hai cái dấu răng
con rít nó vàng hết. Dạ. Ảnh nó đen vô khúc chỗ cái răng luôn nhiều nè. Chỗ cái hai cái răng nanh nó đen vô khúc không? Đen vô khúc. Bởi cái vết cắn của bệnh nhân con lại con phân biệt biết rắn rít bị con rít ngô công nó kẹp vô vậy nè. Dạ. Cái đường thịt mình nó tét vô. Dạ. Cái dấu nó cắn vô thì nó bự nhưng mà khi ấy nó giật mình lấy ra nó nhỏ. Dạ. Nó kẹp vô. Dạ. Còn con rắn thì nó hai răng vậy nó ịn vô. Dạ. Cho nên những cái vết cắn lại đây người ta chị người ta không biết con gì cắn, ông Tư nhìn biết liền. Biết. Dạ. Có nhiều ông thầy giờ cũng như ông thầy này ông thuốc ông rắn rít gì bù kẹp thì đó con ngủ mà ban đêm tự nhiên cái con rít bằng ngón tay út gì nè nó vô nó kẹp ngay gan bắp đùi non luôn, nó cắn một cái dấu đỏ chát ông Tư, hai dấu luôn. Con nói chắc nhất hết ngủ rồi, giờ hồi tới sáng không nhất không? Không, rít ít nhất. Dạ. Con ngô công nó cắn vậy mày bỏ ngủ luôn vậy đó. Dạ. Nó cắn vậy nó phừng tới mặt con nóng hổi, đầu cổ mặt mày quay mồng. Ngô công động gây sốt liền. Ngô công nguy hiểm quá. Nguy hiểm lắm. Chị đó con bị con rít đó đó, con ngọt bật ngồi vậy con dở mà chiếu lên gặp chả bò hai ba con chứ rồi làm sao ăn tương được tao dò chết bà nội rồi con mới vũ rồi nó rớt đi hết bị hồi đó nhà sàn rồi đây đó. Có ngô công dạ để chỗ gốc cần thanh tứ nước trà xuống anh chạy lên nguyên bầy con ảnh bằng công nhang mấy chục. Ôi ôi. Còn nó đẻ nhiều lắm hả ông Tư? Đẻ nhiều lắm con. Con nghe nói gì nó mấy cái con rít ngô công gì đó nó có mà trứng của nó là ở theo mấy cái kẹt chân ở dưới hả ông Tư? Ừ, nó ở bụng nè. Dạ. Hồi vô biết bao nhiêu con mà nói. Nhiều lắm, mấy chục con. Dạ. Đẻ là mấy chục trứng. Ông Tư có đếm thử cái chân ngô công, chân rít được nhiêu chân không? 48 chân. Dạ, 48 chân. Con rít cũng vậy mà con ngô công cũng bị nó một họ hàng nhau, nó giống hệt nhau. Dạ. Yeah. 50 mắt. Bị cái mắt đầu nó đâu có chân, mắt đít nó đâu có chân. Dạ. Yeah. Ở sợ đít nó có hai cái đuôi cái dấu. Dạ. Yeah. Cái dấu đó là nó giữ mồi đó. Vì sao không Tây? Ừ, hai vợ râu nó là nó đánh hơi. Dạ. Yeah. Con ốc bà Trần cũng vậy, nó có hai vợ râu nó nghinh vậy là đánh mùi hướng đó. Dạ. Yeah. Cũng như con rắn mà đánh bằng cái lưỡi không? Lưỡi. Anh le ra, anh chớp vậy là anh đánh hướng. Mỗi con nó cái cách sống nó khác nhau, kiếm mồi khác nhau. Có nhiều nhà con thấy trồng dây sống rắn này nè ông Tư, quá tàn nhiều luôn mà người ta không biết cây thuốc trồng chơi. Dạ. Yeah. Bò heo hàng rào á ông Tư. Anh vợ ta cho năm đó cho ông trồng cái nụ lên một đống vậy nè, đâu chừng một ôm. Dạ. Yeah. Rồi cây mục cũng gãy ngang đem hai cha con khiêng xong dục luôn. Bị đâu có biết cây thuốc? Không biết. Dạ. Yeah. Người ta cũng không nói luôn. Không nói. Mỗi lần xuống đây xin mình bị thấy trị vô rắn người ta nè. Dạ. Yeah. Vậy là rít cắn là đâm cái đó với phèn chua với muối bó vô là hết không Tư? Thần dược hay lắm. Dạ. Yeah. Rắn lục. Như những người bị cá đâm đồ này kia đó, bị nhức đó rồi bó cũng được luôn không Tư? Ừ, tao nói mày nó thần dược mà. Dạ. Yeah. Cá đâm con phải xào gì ấm. Dạ. Để phèn chua với muối hộp mình nhiều chút cục phèn đầu tay cái nè. Muối cũng vậy. Yeah. Rồi đâm con để miếng giấm vô con xào nóng con bó vô đó. Dạ. Yeah. Bị dùng không có rồi con có đó đâu bó. Dạ. Yeah. Củ hành tím mình, hành tiêu á. Dạ. Yeah. Con cũng đâm để phèn muối xào ấm bó vô. Yeah, nặng vết thương cho nó ra máu. Vậy là thay thế như dây sống rắn luôn hả ông Tư? Nó mạnh muốn hơn dây sống rắn. Củ hành tím hả ông Tư? Ừ. Dạ.
đạp đinh xét đinh này kia nó không trổ bằng giò đó con bỏ vô, sau này nó không làm độc, nó không gây kinh phong gì. Lúc ồ củ hành tím con mới biết luôn. Để xào chuột rồi ăn chơi. Con hàng ngày nó con ăn sống củ hành tím hoài nữa mà đâu biết nó bó mà thuốc. Mới như làm cắp trăng làm củ hành đuôi mắt cắp trăng sao ngộ hả ông Tư? Nói cái phấn nó còn cái phấn hành nó độc. Dạ vì là mấy cái người mà làm hành tím này là mắt hư trơn hả ông Tư? Hư hết mấy người trồng á. Dạ bị dùng đó nó trồng hành tím không à, rồi thí dụ như nó không hư nó cũng bị mờ bị này kia không Tư? Mắt hết. Dạ coi như là bị đau mắt hết luôn. Đúng. Rồi thí dụ như cái đó rồi lên ung thư lấy cây cần thăng đắp hết không ung thư? Mới thì hết con. Mới thì nó dễ cá rồi ông nội tao chỉ thẻo mắt ra dục. Dễ cá là kéo mây luôn hả ung thư? Kéo mây rồi nó có một đốm rồi nó hai vai dùng trồng đỏ trồng đen nó quất con ngư cho thấy đường. Bữa đó vợ tự hủ mày Phú Bắc đó. Dạ dạ. Nói thôi tao trì con hết nổi rồi. Cái đó là chỉ con cái là đi mổ. Cườm nó mổ được mà dễ cá làm sao con mổ. Chỉ móc mắt dục thôi chứ. Dễ cá là nó dán cháo không thường? Ờ nó làm hư con ngư mình rồi nó đỏ rồi đen tùm lum tà la nó trắng nhạt nhạt. Dạ. Hư mà. Ôi ôi nguy hiểm. Vậy là trồng hành tím khỏi mang kiến, sao mà mang kiến lặn nước bích là hết. Cái măng nó bực bội ngoài mưa ngoài nắng đó, nhất là con nhổ đó. Dạ. Nhổ rồi bó lại đó cái phấn nó bị bó con quay dây thun như ấy đặng lấy cái lá nó đặng mình cột mình đeo đùm đùm đó. Dạ. Tao qua Phú Quốc thằng này đồng nghị huyện Phú Quốc cá đuối nó đâm thằng đó nó đâm chỗ nào là quẹo chỗ đó, đâm giò thì quẹo giò, đâm tay thì quẹo tay, lại nó chích con phải 40 ngày vậy đó. Dạ. Yeah. Chích ngay chỗ vết thương nữa không? Chích thuốc vô hả ông Tư? Ừ. Rồi bữa đó đâm chạy xuống tao gặp tao đi chợ hai chồng ngừng xe là trời ơi ông Tư ông giúp này cái gì ông lên xe ngồi tao ruộng mà chở ba cảnh sát mắt thấy bà không sao ông ngồi đi rồi chở vô phòng thằng kia nằm lăn lộn rên tao nói trong nhà thím có hành tím không nhóc 12 vợ chồng thầy thuốc mà gì chấp nối thầy thuốc gặp thầy thuốc. Yeah. Bà nó cũng thầy thuốc, ông nó cũng thầy thuốc. Tôi vô tôi lấy củ hành hai ba củ tôi đâm đâm bật lò ra xào ấm ấm ra tôi lấy lưỡi lam tôi gạch 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 cho nó nặng xịt máu ra bó bó rồi vô ngủ sáng đêm còn đâu ngủ được. Vì nó quất một khúc cá lạc ba lớn bằng lớn bắp dế mình. Yeah. Cá lạc đó, nó 13-14 kg luôn mà. Yeah. Quất cho tao cũng xách về cho mấy nhỏ nhà ăn. Yeah. Mình ăn tà hủ. Nó quất cá lạc thấy thèm. Vậy là ông Tư bó một cái ngủ tới sáng luôn hết luôn hả ông Tư? Hết. Nhưng mà trước khi bó là phải nẻ nặng máu cho nó ra máu mới bó được. Đúng, hả ông Tư? Bị cái vết đâm nó đã lành nè. Dạ. Con nặng máu ra cái thuốc nó trực tiếp nó hút nó có đường nó rút ra. Dạ. Cá chốt cá trê trắng cá ngát cá gì đâm rồi bó cấp kỳ. Dạ. Nếu mình không có dây sống rắn. Dạ. Có dây sống rắn mình bó sống rắn hay hơn. Dạ. Thiếu gì thuốc năm không? Tại mình vô tình mình lo tiền bạc tình tiền gì không không lo thuốc. Bởi vì nhiều thuốc mà không biết nhiều khi người ta trồng người ta để cho như trồng kiểng chơi hả ông Tư? Trồng chơi. Dạ.
cây kiển nhiều cây rất quý. Dạ. Nhưng ngày bữa ngày này kia con giặt khớp, nhức khớp giò tay này kia đăng gãy tay xương. Dạ. Ngủ trảo thuốc cú với ngày bữa này nè, ngày bềm bẹp ba bốn thứ con đâm. Ngày bữa đó ông Tư chỉ con ở trong rừng Phú Quốc đó ông Tư. Ừ. Ta trồng kiển theo rào nó hết đọt ấy. Nhưng mà nó nhiều giống lắm, 5-6 loại lên. Dạ. Mà cái giống ông chỉ con ở bên Phú Quốc là giống nó hay nhất hả ông Tư? Ừ. Vì bữa nào chuyến sau mình có đi nữa mình ngắt về trồng ông Tư. Ừ, người ta trồng hàng rào thế chứ trong rừng đâu không con. Dạ. Bữa đó ngày bữa trồng hàng rào. Hàng rào hả? Là... Sao con nhớ bữa đó ông chỉ gan cặp đường lộ đó ông Tư. Ừ. Ở đâu ta không quên mẹ không? Chỗ cặp đường lộ mình ngừng xe lại đó ông Tư. Ừ. Có bụi ngày bữa đó. Nó con bẻ ngang, bẻ lóng lóng, dựng gan gan mà cầm lên nhấp. Dạ. Yeah. Rồi chiến rồi quên phải ngắt về. Rồi con cầm. Cái đọt ngon đó đó. Dạ. Yeah. Mày ăn cá nướng, thịt nướng rồi này kia con ăn. Anh có vị chua. Dạ. Yeah. Vậy là ăn sống được luôn hả không? Ăn sống được luôn. Ờ, ngãi bự. Hai ba loại trước này trồng lại xanh nó yếu hơn. Dạ. Yeah. Lại lá cũng bự hơn vậy nè mà nó xanh lè. Dạ. Còn thứ lam sọc xanh sọc trắng rồi kia sọc vàng rồi đó thứ đó mạnh. Bữa đó ông Tư chỉ cái cây ngải bự ở nhà ông hai kích hay gì? Hai kích hai trang gì đó quên. Dạ. Hai kích. Hai kích. Cái đường đi vô đó ông Tư. Ừ. Không có chồng làm hàng rào đó. Chồng để chơi như đâu. Dạ. Ông Tư lâu lâu đi ra Phú Quốc mấy ông lão người bạn hồi xưa già già hết rồi. Chết nhiều. Dạ chết mà chết quá nhiều rồi. Còn được cái có mấy sao nó không để mình sạc bao nhiêu bị sạc nó có lấy đầy. Nó để 45. Ông Tư cái cây gừa đó hồi nhỏ con nhớ là cha con nói cây gừa nó trị nhiều bệnh lắm ông Tư mà giờ con quên. Nó trị gì bao tử, thận con. Dạ, trị thận với bao tử. Ừ. Nói như vậy chát mà. Cây gừa, cây mình đóng gọi là gừa núi đó. Dạ. Yeah. Nó dây chứ không phải nó cây. Dạ. Yeah. Mạnh trâu nó cũng vậy mà dây nó bám vô nó có bông hoa như trăng. Dạ. Yeah. Mà con chặt nó bị mấy này nó không biết lá. Dạ. Yeah. Tao không biết lá đó, thì mình biết. Phải bữa đó ông Tư khỏe, ông Tư lội vô coi. Lội gì nổi. Dạ, yeah, bị trong rừng quá xa nữa. Ừ. Nội đi con chó mất đời chờ lâu thời gian. Đi trong đó phải đường khô thì ông Tư lội nổi. Đi kỳ sao à. Kiếm đôi giày bộ đội. Mua giày ống ông Tư. Ồ, nó nước vô còn bực mình nữa. Kiếm giày bộ đội mình lội được. Có đôi giày bắt heo mà không biết tao để đâu mà kiếm hoài không gặp. Chứ người con mang đôi giày con giày ba ta đó. Trời ơi đi ba cái rồng với ba cái hẹ nước đó ông Tư. Nó vô nhóc hết trơn. Giày ống thì vừa mà mất xúc liền liền. Dạ. Yeah. Giày ống chỗ nào cạn thì mình đi được, còn nào sâu lúc cái giày cái rồi. Rồi lúc ống nó vô trong đầy. Dạ. Yeah. Còn bước rứt hơn nữa. Mà con nghe ông đời nói gắn hổ mày nhiều lắm ông Tư. Nhiều. Ông nói ông bắt được ba, ông đặt cái lợp á, cái nó dính ba con một lượt luôn. Tại nó không biết. Cả chục ký. Thành ra bác cũng không dám nói. Dạ. Cái đó dằn lử trăng rắn gì nó dính hết. Dạ. Ông là nhiều lắm mà ông không có bắt, ông là gắn hổ mày và ông không bắt nữa. Vạn vạn nó phun luôn á. Dạ. Chứ rồi ông dính ba con cả chục ký đó mà ông lại ông mở cái miệng nó ra ông Tư, mở cái miệng lợp á rồi cho mấy ông bò đi luôn không bắt. Nhiều lắm. Mỗi hòn chảo mới nói mấy năm trước mà người ta khách du lịch ít đi nó yeah. Như trùng vậy. Ôi ôi bị cái casino rồi nó ăn chơi rồi của ông già xi nút nó cũng gần cả trăm năm nay rồi bỏ quan đó. Yeah. Nó lá cây tới Hán mình vậy. Ôi, đi vô đó nguy hiểm dữ không Tư? Nguy hiểm lắm. Yeah.
không ai đi vô đó, mà biên phòng nó cũng không cho con vô đó. Dạ, bị đánh quá nhiều quá. Có rồi bằng thùng phi, bằng thùng bê, nhóc. Ồ. Rồi cái rừng mà mình đi nước ngập không có khi nào gắn ở dưới nước không ông Tư? Không. Nước ngập ở nó núi không? Dạ, nó ở trên khô không Tư? Cái giống nó không ở thích nước. Dạ. Khát nước lội uống chứ không ở nước. Dạ. Tắm. Tắm thì có tắm không Tư? Tắm có tắm. Nhưng mà nó không ở rừng miên dưới nước. Không. Rì voi, rì cá, rắn trùng, rắn bùn trúng thì sống dưới nước. Rì cốc sống dưới nước. Dạ. Yeah. Mà mấy con đó mình đâu có sợ. Đâu có sợ. Dạ. Yeah. Sắp nó mối động rải thịt hộp, bột nêm rồi vô. Bó bẹ chuối lại nướng. Ăn bữa đầu đâu có ăn cơm. Dạ. Yeah. Ăn nấm không. Quay gà nhưng mà cái bông nó con đi trong rừng á. Mùa nó trổ bông, mày đi trong rừng mày đang mệt vậy. Gió nó phát cái mùi bông lại mày khỏe lại liền. Cái thơm hơn cầm. Cái gì đó đó hả ông Tư? Ừ. Cái bông mảnh thòng xuống dài đôi 2-3 gram. Đội lúa tiếp bò mà ngồi trên xe bò hả ông Tư? Ừ. Chở thí dụ như chở 20 bao lúa. Cái ông ngồi lên trên ông lái xe bò mà ông mình thấy 2 bao rồi. Dạ. Yeah. Mình gần cả 100 kg là với đúng lúa nó 100 kg là chắc ăn. Yeah. Ông sợ bò nặng, ông đội lên là đội ngoài lái đi đất đâu, ngồi trên xe. Yeah. Cũng như không. Tiếp bò. Tiếp bò. Ừ. Mọi người Khmer đã thích nuôi bò đấy hả ông Tư? Thích nuôi bò, miệt Tây Ninh hồi đó có mần rừng. Nó mày xe bò nó đi kéo cây sáng đêm lụp bụp lạch cạch ngoài đường. Yeah. Đi một đàn cả 100 chiếc 200 chiếc. Yeah. Đi làm gì không Tư? Đi phá cây rừng đó. Yeah. Cắt cây rừng về bán. Mà sao ngộ con thấy người Khmer nuôi bò không mà trâu họ không có nuôi không Tư ơi? Không có dùng nó nuôi trâu không. Dùng nuôi trâu là dùng trên lò gò, trên ấy nè, gò sát rồi này kia nè. Mình đất Campuchia hả ông Tư? Hố lương là yeah. Trâu con nào cũng lấy như con voi vậy đó. Hố lương chứ không phải như trâu với mình. Yeah. Trâu ở trên nó kêu trâu nước, còn trâu mình trâu cỏ. Nó xíu con là bằng nửa, bằng bò ngá, trâu ngá trên nè. Yeah. Mà bò với mình là giống lớn mà sao bò trên Campuchia chút chút không hả ông Tư? Đâu một chút. Bây giờ mình mua giống bò Tâm Đưng, nó bò Italy lại nó cao nhậm. Cái đải nó lộ tay sụ đó. Dạ. Yeah. Bò Thâm Đưng anh mua bò trắng nhiều. Dạ. Yeah, dạ. Yeah. Bò trắng nó bự con không Tư? Bự con chứ nó thả trong rừng nó dễ nhìn. Dạ. Yeah. Phải. Màu trắng tư đó. Ừ. Kỳ đó con đi lên Bắc Tâm Bon á, chảnh lần á, con thấy nguyên đàn bò mà con chút 100 con với đó không Tư? Đó bò cỏ mình á. Dạ. Yeah, bò cỏ. Con chút chút luôn à. Dạ. Yeah. Rồi con hỏi mấy ổng là sao bò cho này nhỏ xíu, ổng là tờ bò đó bò thịt, bò mấy ổng nuôi thịt chứ đâu có làm ruộng được, đâu có cày bời được không Tư? Được chứ Tư, không cày nhỏ có trâu miệt dùng thằng đổ trận trên miên lò gò mần rồi mùa cái nó cắt mũi nó thả lan trong rừng. Yeah. Đi bày cả trăm mấy rồi mùa nước giật khô đồng nó mới đi kiếm trâu về. Yeah. Đẻ trong đồng bệnh nó chết trong đồng cũng không biết mà con mình nó thẻ thả ra nguyên con trâu bày nó trâu chúa đảng giữ thả lan thấy cho nó sống tự nhiên luôn hả ông Tư? Sống tự nhiên, sống tự nhiên ý rồi khi nào mà rồi chừng nữa chủ nó lại kiếm rồi nó lạ quắc rồi nó không về sao không Tư? Về lên lời nó bắt về. Rồi ví dụ như nhiều người á, nhiều người nó thả rồi nó trộn chung với nhau á thì đó, mỗi lần đánh bôn mút cho dân mình mới lên đánh bắt lụa về. Yeah. Bò trâu lụa gì với mình thở mà bôn bót vậy đó không Tư? Ờ, đi một đàn mấy chục thằng Việt Nam mình đi đánh lụa bò cũng miên trâu miên về không. Bởi vì mấy ông thả lan cũng như cho nó sống tự nhiên này. Cái lâm đường của ba Bành bên Ba Sài, bà nội bò trâu có mấy ngàn con. Không tốn đồng bạc vốn.
Sao kỳ không ta? Rồi lính qua bển rùa gì là không? Bị người ta là đến Thả Lan cái mình qua lùa về luôn. Ừ, chứ quấn buôn bốt, người buôn bốt cứ chạy á. Dạ. Chỗ nào theo buôn bốt, theo chỗ nào ở lại thưa thất gặp bộ đội mình lên mới sợ thấy bà nội. Dạ. Lùa hết. Lùa hết. Một lần lăn tường ba lần, tính 3-4 ngàn con bò trâu. Dạ. Tỉnh An Giang giàu nhờ lúc đó. Dạ. Không có giống. Cũng như mình lùa bò rừng về hả ông Tư? Ừ. Khắp sau này lập áp xã bệnh nó phát súng, ngựa nó nằm nó bắn. Dạ. Qua lẻ tẻ dân mình, dân đông thì đi nó sợ nó không dám. Yeah. Còn mấy cũng như bác giáo mình thấy nó lùa được mình cũng lùa được, cũng lùa qua lẻ tẻ nó định bắn. Bắn. Bắn chết hoài. Cái con bò thường mình mà này, cái giống nó từ đâu nó có ngộ phải không Tư? Không lẽ nó giống từ bò rừng? Bò rừng chứ đâu có. Mình từng chủng mình bắt được coi nghe các loại đều đâu có, mình đâu sinh sản được đâu. Yeah. Đồ của tạo quá thiên nhiên không bắt gà vịt được này kia cũng vậy. Mà con thấy mấy con bò rừng á, con nào con nấy nhìn thấy ghê quá, sao bò mình nó bình thường. Có giống bò đó. Dạ. Yeah. Con thấy bò nước ngoài nó mua bò tốt, bò rừng đó. Dạ. Yeah. Ủ ngựa tới như cái mùa nó thi nó thả cho bò được người ta đó. Dạ dạ. Với trâu nữa ông Tư. Ờ. Trâu rừng nhìn cũng thấy ghê. Trâu nguy hiểm quá. Mấy con trâu gần bò gần nữa nó có râu ông Tư ơi, râu thấy ghê lắm. Ừ. Râu như mấy con dê đó, sệ sệ. Mà nó hung hăng. Hung lắm. Dạ. Hồi đó cái ông già nuôi tao là ông thầy dạy thúc rắn này. Bắn được con bò rồi bắn bữa nay mời kéo nguyên sắt đi theo. Yeah. Đi theo dõi dấu máu nó là gặp con bò nó đâu phải bắt liền, gặp con bò nó con mới leo cây. Yeah. Leo hết cây luôn ngựa, mấy con bò kia nó phục kích nó trả thù đó, mày lại con bò đó nó chém chết. Nó rình đó hả ông Tư? Rình á. Ồ sao nó khôn dữ hả ông Tư? Ừ. Rình coi đàng hoàng không có bò nó phục kích mình mới xuống. Ừ. Mấy ấy con bò này lên xe bò kéo gì vậy? Dạ. Còn lại ẩu tả là nó có phục kích là nó chém chết hoài. Dạ. Nó chém con leo cây gì kịp. Dạ. Mình chạy đấu lại nó. Ôi nó khôn dữ. Cái đó cái kiểu cách như nó trả thù phải không Tư? Trả thù. Dạ. Yeah. Bò voi tượng gì cũng vậy đó. Bà con bắt lơ mơ đâu có được. Dạ. Yeah. Bắt mà chổng lưng đi rồi nó núp nó chém chết hết. Ôi. Vậy là biết mới dám đi bắt chứ. Ừ. Không biết. Bởi vì mấy người không biết hay bị chết gì đó không Tư? Chết. Đó rừng Tây Ninh, rừng mình đi đó bò, trâu, heo một cái đó, không làm chỗ hết. Cái rừng chỗ chùa Thái Sơn núi Cậu không Tư? Ừ. Không có làm gì cho hết, Nam Mô đi. Bây giờ đi người ta mình không thú vật đâu còn chỗ lại nữa. Ông lên, bây giờ lên vậy đó, ông còn nhớ lại mấy cái chỗ hồi xưa ông đi không ông Tư? Sao nhớ được, hồi đó rừng nguyên thủy con đâu thấy nhà cửa. Yeah. Lộ trình bây giờ nó mở tùm lum, sao con nhớ? Dạ, yeah, đâu có nhớ được. Quá lâu năm. Năm 70 tới giờ mình tính 40-50 năm. Năm mười mấy năm mà. Thay đổi hết trơn luôn, không có chỗ con nào. Con cũng không nhớ được đường đi được. Có bản đồ địa bàn này mình kia con mới đi được. Dạ. Yeah. Máy bay cứ cái chỗ mà nó chở quân mày đó là nó bay tới chỗ thả quân nó bay 15 phút rồi con kể lộ nửa tháng đi. Dạ. Yeah. Vì nó bay nhanh lắm. Mà nó bay 1 tiếng đồng hồ rồi con lộ ra 1 tháng. Dạ. Yeah.
Bỏ giữa rừng nha ông Tư. Hả? Bỏ giữa rừng luôn á. Bỏ không rừng lắm. Kiểu đó mình đâu có đi ra ngoài lộ xá gì được không Tư? Ờ, lộ đâu. Có rừng đất rồi kia không, con lội nhiều khi con lội như 3-4 tháng trời chưa gặp người dân. Dạ. Ôi ôi. Gặp nhau rồi nổ súng bắn giết nhau không? Bởi vì hồi xưa thú rừng nó nhiều là như vậy đó không Tư? Dữ lắm, con đi dùng heo nó chạy một bầy 50-60 con nhưng chạy nó làm đùng 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 bò cũng vậy. Cái đó mình trốn không chứ đâu có dám đi lại gần không Tư? Đâu dám nổ súng. Dạ. Gần trên đường mình đi mình lại gần nó chạy. Dạ. Nó chạy rồi con đâu dám bắn. Dạ. Bắn sợ động. Bắn động. Rồi có gài bẫy rồi này kia bắt heo gần đồ ăn không Tư? Lính mà gài bẫy gì? Có người dân tộc nó gài gài bẫy. Bù cạp nó gài nó bắt bán lính, mình mua ăn. Lính lính chứ ở ở trong rừng mình cũng gài bẫy mình kiếm mình ăn không có. Bữa nay mà ở đây mơ đi chỗ khác không chừng nửa đêm không đi đâu chứ. Dạ. Lính đâu ở cố định đâu. Vậy là không biết đi giờ nào ở giờ nào hả ông Tư? Đúng, lính ở trên tham mưu nó chỉ thị con đi đâu con đi đó. Dạ. Hồi xưa đi lính cực chứ. Thực mà nó chứ con đi xe máy bay rồi không mà chứ mấy như lính giờ. Dạ, không có đi hành quân lội bộ không ta? Ít lắm. Hành quân rừng rồi đâu có lội bộ. Mà hồi xưa đi 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 rừng thì sợ nhất là ba cái cọp với rắn rồi này kia nhiều. Đi đông thì mình không sợ, đi đông có hơi người mình nó tạt hết rồi. Dạ. Con đi rừng mà đi cả ngàn người lận chứ đâu phải ít. Dạ. Đi 2-3 ngàn người. Đi cỏ xẻ một triệu đoàn tới 700-800 lận mà đi 2-3 triệu đoàn thấy 2-3 ngàn người rồi. Yeah. Đi cỏ tới đâu cỏ xẹp lép tới đó trời, lòn lòn đường rồi đi đóng quân lại đóng quân đào lỗ kích rồi mình kia vô bao đất chất nắp rồi mình kia không có gì cho nó trắng nó mối cho nó nè chỗ cái võng mình lên xuống dòm thấy trắng là trời con nhiều đây nấm mối á, nấm mối ít sao ngộ không Tư? Nó ở dưới đất nó lú lên hồi nó chưa lú mình đâu có thấy. Dạ. Yeah. Mà đào lũ kích thì không cũng không thấy nó nữa. Thì cám ta nói mày lấy đồ ra gói lấy bông xô ra gói lại túm một thằng giác nấm mối. Ồ, có nhiều gì đó không Tư? Bà nội. Về cái lên ngồi rửa, xuống suối ngồi rửa. Rửa rồi khui thịt hộp ra cái lấy bẻ chuối đó. Yeah. Sắp nó mối động cái rải thịt hộp, bột nêm rồi vô. Bó bẻ chuối lại nướng. Ăn bữa đầu đâu có ăn cơm. Yeah. Ăn nấm không? Ngựa qua bữa sau thằng nào nấy cục vàng chỗ khóe mắt bằng hột tiêu nóng hay sao nóng lắm. Ôi ôi nó bổ lắm, có núm nào bổ bằng núm mới không? Vậy là mình ăn phải có số lượng ít mới được chứ nhiều quá không được không Tư? Nóng. Yeah. Ăn 2-3 bữa rồi cục vàng chà bá hay mất núm mối mày nói chứ còn có thấy đâu biết. Mùa lớn lớn trên giường, xung quanh giường bác cũng có mấy hổ trên râm. Yeah. Ít, nhổ đủ ra mình ăn mình một bữa được. Còn mấy cái nấm mà con đi rừng núi này nè, ở đây nè ông Tư mà con gặp nó lên cũng cỡ 2-3 tấc vậy đó, mà cái tàn dù nó trên đâu bằng cái dĩa đó ông Tư, núm nó núm gì ông Tư? Không biết con núm nhiều thứ. Mà nó trắng tư hả nghe không? Cái núm mối, cái gốc nó ăn sâu dưới đất, cả tấc, tấc mấy chứ. Dạ. Yeah. Còn mấy núm mà con lạc nó trên mặt đất đó, nguy hiểm lắm. Dạ, yeah, núm độc. Nhiều khi nó độc. Còn cái này con thấy cái, để coi con thấy ở đâu nè. Ở bên chùa Thái Sơn mà bên cái chỗ cái chùa Thái Sơn phía bên đây. Cái rừng phía bên đây mà phía trong đồng đó ông Tư.
con đi vô cái rừng đó, nó có cái núi nhỏ, rồi cũng gặp nấm cái nào cái nấy, nó cái tàn dù nó bằng cái dĩa mà nó trắng tư không tư mà nó cao cả 2-3 tấc gì đó, con không dám đụng luôn. Nó trắng trắng bông luôn như tiết. Mối ăn rất ngon, con làm gì ăn cũng ngon. Rồi mấy ông kêu, mấy ông đi rừng, mấy ông hái nấm này nấm kia rồi ăn. Mà sao mà mấy ông biết chứ, ngoài ra không biết đâu có dám hái ăn khơi. Có nấm màu nâu nâu đủ, nấm nâu nâu, nấm nấm sao, nấm tràm, nấm đông cô đó. Chỗ nào rừng sao nó rụng lá nó lên mèo đó, nó lên nấm sao, nấm sao ăn nó nhớ. Đắng mát lắm. Nấm cây sao mình đóng chuồng á. Bởi vì người xưa người ta đi rừng, người ta rành ba cái nấm đó, người ta hơi ưa hái nấm ăn không cơ? Không rành ăn chết hoài, ngộ độc nhúng nấm ăn chết hoài. Không rành thì không dám ăn. Với trái cây rừng được đó ông Tư? Trái cây thì mình không ấy, khỉ chim ăn được, mình lấy mình nếm cái nào ăn nhắm ăn được cũng ăn bình thường. Ăn rụng xuống đó. Nếu mà mấy con sóc, con nhen, chim đồ này ăn là mình ăn được không được? Không có cái mình ăn cũng không được. Có ăn rồi mình đâu có ăn. Mình nếm thử mình biết mình bỏ. Hồi xưa mấy cây xoài khổng lồ đó, xoài đó xoài tự nhiên không phải ông Tư? Chứ không phải ai trồng phải ông Tư? Thì tất cả những giống này là của thiên nhiên, thiên nhiên tự sinh. Con lượm được về trái chín con ăn, con mới lấy hột con trồng gây giống. Dạ, gây giống ra. Rồi nước này nước kia thương buôn trao đổi nhau, bây giờ con thấy xài Đài Loan rồi này kia đó. Xài son, xài bử rồi kia cũng nước ngoài, không mình đâu có. Cũng như trên núi Tô quá, con đi con gặp mấy cây xoài mà 2-3 người ôm á, mà nó lâu nó bự kêu bằng khủng khiếp luôn. Con hỏi mấy cái ông chủ đất đó, hỏi cây xài này có bao lâu, ông la tôi không biết, tôi cha tôi cũng kể là lúc ông mới đẻ ra là có cái bự gì rồi. Một cây mấy trăm tuổi không, hồi đó mấy cây bự vậy đó. Mấy ông già xưa mình còn giả cối giả gạo bằng cối á. Mấy ông cưa xuống ông đục cối. Đục cối giả gạo. Như hồi xưa giả gạo cái vụ mà cầm cái chài cái mình đứng nhõng lưng vòng như này không Tư? Ý giả rồi gạo nó không nát không Tư? Đâu nát, con giả gạo nó trộn nhau nó trắng tư. Con hồi đó giờ con suy nghĩ con nói là thời giả kiểu đó rồi nó nát gạo cho sao nấu ăn? Nó nát. Vậy là gạo còn nguyên không Tư? Gạo nó trọng hơn gạo xây xây mái. Cái cối xây nó làm xi măng rồi nó cám đá một ngón tay nhỏ một ngón tay nữa. Rồi nó quay lúa ấy rồi nó cọ sát nhau nó bể vỏ. Nó tróc mà cám nữa. Rồi mình hồi xưa mà mấy ổng mấy cái cối mà ấy gạo gì đó rồi dọng xuống nó không văng gạo văng lúa sao không Tư? Đâu văng. Dạ ấy. Thanh niên của tụi tao hồi đó gần Tết giả vui lắm. Giả chài ba chài tư con dịp nghe đã lắm. 2-3 người đứng cối không Tư? 4 đứa. Ôi ôi. Chài tư. Chài ba cũng được. Chài hai cũng được. Rồi gạo lúa nó không có văng ra ngoài không Tư? Đâu không văng. Hay vậy. Cỡ đời con là con chỉ biết cái cối đó thôi chứ con chưa có thấy giả gạo lần nào. Dở gạo dở quýt bánh phòng mê cực, quýt bánh phòng với sức lực như mày vậy đó. Mấy ông nấu nếp với củ thơm này nè. Quýt bị quýt mà phải mình dở lên nhẹ đâu, quýt cái đụng nó lúc
xuống trên đâu chừng 2 tấc bột dính động. Dạ. Con dở lên nguyên cục bột cái ngờ dùa đó, người ta mới ta nước muối tay ta tuột xuống. Dạ. Quết bên vòng cực lắm, cả con quết chừng 20 chai mùa ôm mùa ấm ướt mệt mạt mài. Bộ nó nặng lắm không ta? Nặng dữ lắm, cái chài thì nó không nặng mà con quết nó dính vô cục bột á. Dạ, dở lên nặng ịch. Dở lên gì nổi. Cục bột bành ký. Dạ. Bánh vòng rồi đó, bà tráng bằng tráng bằng cái dĩa nè rồi đó, tao có chị con cậu tao, bà già của anh chết. Bà tráng cái bánh vòng nó xíu về dày độ chừng 5 ly mình. Dạ. Con nướng bằng cái nia gì nở ra không? Nở ra nó dày cái cả tấc. Và bột bằng bột gì mà sao nó nở dữ không tư? Nếp nấu nguyên hột không à, rồi con quết mà tới thành bột vậy đó, đâu phải dừa. Dạ. Ồ, vậy mà con nói hồi nào vậy, bánh phồng nói bằng cái gì? Bây giờ máy không? Bằng cái gì mà tự nhiên nướng, miếng xíu nướng nó nở khổng lồ. Nó nướng bánh phồng bằng bàn bà nhau kình nhau. Dạ. Ai khéo, cây lông nhiếm nó một tấc, chỗ bên đây không chỗ bên kia đó. Ôi cái bánh phồng mới lớn à. Dạ. Yeah. Bà cán ống tre mình với dầu dừa tha ống tre cán đừng cho nó dính á. Dạ. Yeah. Cán bánh phồng tròn quay rồi phơi. Phơi nó khô. Hay á, hồi xưa hay. Củ thơm. Củ thơm giả củ thơm trước rồi cái mới trộn vô bột nếp đó. Mưa nữa là năm mưa rồi. Cái củ khoai tự rồi mình còn cái loại củ nào thiếu để dùng không? Khoai rừng. Nhiều loại khoai rừng con ăn chống đói. Cây đó thì bây giờ đang phổ quý trong thuốc rồi nữa. Con đi rừng nữa ông Tư, con gặp cái dây gì mà nó không có lớn bằng cây nhang vậy đó, mà cái lá nó tròn tròn á, mà dọc theo lá nó xa xa nó có một củ tròn vo giống khoai tây vậy đó. Ăn cùng kêu khoai gà. Dạ khoai gà hả, ăn chết à, ăn cùng. Dạ. Có ăn được rồi, đưa năm sao dám ăn đồ rừng còn không biết. Cái dây bự trái cả ký luôn. Dạ nó y như khoai tây dây vậy. Dạ dạ đúng rồi, con nói gì đâu mà ở trên này không lẽ khoai tây rừng. Ở cái đó trên rừng cái rừng nào cũng có cho nó. Khoai gà nhưng mà cái bông nó con đi trong rừng á, mùa nó trổ bông mày đi trong rừng mày đang mệt thì gió nó phát cái mùi bông lại mày khỏe lên. Cái thơm hơn trầm nữa. Cái dây đó đó hả ông Tư? Ừ. Cái bông mảnh thòng xuống dài đâu 2-3 gang mình. Dạ. Yeah. Thơm cái con đi thơm đó hoài gì con nói sao mà cái chỗ này sao mà thơm chứ con đâu có biết. Bị ngặt một cái là mình trồng ảnh không có trồng gì được, ảnh bò một cái thôi đừng có nói. Con đi mấy cái lò ảnh con hay gặp đó. Bông ảnh thồng khỏi dây ảnh dài dài gì nè. Dạ. Rồi ảnh trổ bông nào ảnh đổ con dây bông dài bông mùi gió này thổi. Cái đó là gọi là dây gà không Tư? Khoai gà. Nhưng mà anh giống khoai tây lắm nha. Giống hệt hả? Giống hệt khoai tây, tây nó vàng hơn, ruột nó vàng, nó cứng hơn khoai tây. Một lần tao có trồng khoai tây mà tao kiếm giống khoai tây dây nó không có nữa. Nhà con có mà làm một chắc hết. Nó ngon lắm, nó canh ngon lắm từ. Tao nấu ăn củ không à? Dạ. Ăn củ với đường thốt lốt mình. Với khoai từ rừng. Mà nó đỡ nó rụi mình mới ăn được. Đâu có. Con mùa già tháng 10, tháng 11 này ảnh già rồi lên bẻ xuống nấu ăn. Đâu cần rủi. Có cái là nó hơi bị ngứa không Tư? Ngứa là con nấu chưa chín. Dạ, muốn nấu nó ấy là mình ngứa. Nó là thuộc về vừa bổ á. Con đi con gặp cái dây khoai gà đó đó mà cầm lên này nè. Chơi chứ đâu có dám bẻ ra. Có củ lớn hơn cái đồ gặt thuốc nữa nữa. Dạ. Củ cả ký lâu. Dạ có củ bự, củ nhỏ. Ừ. Thứ nhỏ thì nhiều mấy dây ngoài trảng con thấy củ bự. Dạ. Sao anh em thấy anh đi đâu anh cũng hay nhai mà anh gặp nó không dám nhai củ thử gặp cây nào mình biết thì mình nhai biết mình mới dám còn cái nào không biết thôi
nhiều khi mà cái như cái đường gió đó ông Tư, nắm cái bông nó còn tuốt nước lên gì nè, ôi ôi nó nhớt mà nó mát rự hả ông Tư. Con lấy chén, con lấy chén con quàng ngang con vuốt ra như nặng sữa bò vậy đó. Dạ. Yeah. Uống được hả ông Tư? Mát chứ. Mát bằng nó. Mát dữ lắm. Mày uống nó sáng mắt, thâm lỗ tai luôn. Nó trị gì tai mắt mũi họng mà. Con hay đi gặp nó cái đầu con vuốt ngửa tai. Kẹo như mật ong nhớt nhợt. Nó cái hậu nó có ngọt không ông Tư? Nó không ngọt nhưng mà con uống nó ngon hơn uống nước lạnh mình. Để con biết con nào lúc nào con đi gặp con vuốt uống chứ để bỏ uống. Ừ, đường gió đó. Bà, nào chúng vô đám rồi mình vuốt lát một thùng. Nhiều lắm nó mọc, một buổi nó mọc cái chục bông tao lên lạnh. Sáng người tao đi xanh quanh chùa đó tao gặp. Tao bức thằng nó giữ chùa. Trời ơi ông bức này ăn sao được ông Tư? Bước gió hả ông Tư? Ừ, bước bông đó. Dạ. Mấy cháu ngồi nghỉ chơi chứ. Mấy cháu ở đâu? Con ở trên huyện Phú Vinh. Đi xuống kiếm tao có gì anh? Mày khỏi nói. Thằng đông tráng này nó quất một thằng đống gì rồi. Rồi xào với tà hủ này nè. Bà nội đó ăn nào nãy nó ngủ như chó chết. Cái bông mình uống được mà mình xào ăn được không Tư? Xào rất ngon. Ủa. Hai cháu bệnh rồi, có một đứa. Anh con à? Cháu kia, con không có bệnh hả? Không, biết đường em này nào. Anh lợp nhà mình hả? Dạ. Ông đội rồi, ông dắt cái lưỡi hái trong ông đội rồi cái con thằng nhỏ mặc áo thun chọc chọc ngang ngang. Nó chạy xanh quanh ông hoài, ông quay gói bó tranh theo hoài, cây rừng cản nữa. Dạ. Ông quay theo mà ông gan lắm. Ông quay theo mà ông lăn cái bó tranh là ông mò cái lưỡi hái bị nãy cái dắt trong bó tranh á. Chừng ông nắm được lưỡi hái rồi chạy ngang mặt ông đù mẹ mày nhát cúng cái đầu heo có ảnh thục lưỡi luôn. Trinh, tao đặt bàn hương án tại đây nhà bên tự sinh là không cúng gà heo nữa. Nói rành giấy tên họ mình nhiêu tuổi. Yeah. Rồi duyên tổ thầy cụ quyền ông bà trời Phật thánh thần chứng minh hôm nay. Bởi vì con học đây nghề làm nó làm phước thiện. Yeah. Rồi khi bệnh nhân hết rồi mình mất cúng con gà. Yeah. Thì cái mình cứu người mình giết người vậy không có phước thiện. Con mấy đứa quan quận con đứa nào cũng giàu. Tư hồi đó có nhảy dù lần nào không Tư? Có một nước ngàn muôn lần. Nhảy cái cảm giác làm sao không Tư? Đầu tiên thì con sợ. Nhảy riết rồi mày xin nhảy nó không cho. Có khi nào nhảy xuống rồi sợ quá quên bật dù ra không Tư? Đâu có, con quên nó cũng bật lên à. Ờ, Tư nhảy không Tư? Bị sao cái ba lô dù nó có nhờ dây bằng cọng nhang mình nó cột lên rõ rẻ trên máy bay á. Con đi ra con nhảy cái dây đó nó lôi cái dù vừa thẳng cái sức mình tới 60-70 kg với cái dù nữa mà. Mày hả ông Tư? Không mày à. Là mình lựa mùa hạn mình đi mấy chỗ có nước là hay gặp ổng không? Gặp. Mà con nghe nói gì nè ông Tư, thường thường ổng ra uống nước là khoảng 11-12 giờ trưa nhiều lắm Tư. Giấc đó giấc, bây giờ giấc ăn uống. Dạ. Nhân lớn đi giấc đó. Dạ. Bởi vì người ta đi rừng thường thường nó gặp giờ đó nhiều đó không Tư? Tới 1-2 giờ là ảnh về chỗ trốn hết rồi. Ừ. Sáng 9-10 giờ này cũng không có nữa. Đi còn ẩm ướt mát mẻ là ảnh không ra. Mà ngộ không Tư, ổng nằm ở đâu là ổng nằm không nhúc nhích mà y gan là không thở như cục cây đó không Tư? Bị quá bự rồi. Rồi ở chỗ anh ta đi, anh ta đạp lên ổng rồi mà người ta không biết luôn đó không Tư? Hồi trưa ông cò ổng nói ông này đi rừng. Dạ. Rồi nghỉ thường thường ngồi vô mấy gốc cây rồi lót ngồi. Dạ. Lấy búa chặt vô gốc cây để chặt cũng làm thêm chuyện dòm lát trong máu còn tóc bỏ búa không? Bố phải chạy lưng hả mày? Ờ. Chặt vô ảnh mà hình như thủng ảnh hay gì. Dạ. Anh không nhúc nhích luôn. Quá bự rồi. Quá bự.
mấy ông nói vậy nè, mình tưởng là khúc cây không à, rồi bước lên mình đi lại mình ngồi cũng bình thường, cứng nhắc vậy đó. Bình thường vậy chứ Đức Thầy dắt Đức Ông đi qua cầu, Đức Ông với ông em vợ Đức Ông cậu Út đó, ông Út đó. Tưởng cái cây ngã ngang ô, thầy lội dưới ô. Dạ. Hai ông đi trên cầu, được cây bự mà đâu sợ té. Dạ. Ở vùng quê mình đi cầu tre còn được, cái cây này 30-40 người ôm mà đi cho té nổi. Dạ. Hai ông đi qua rồi thầy nó hỏi, ông cả với ông Út đi cái gì? Hai lội với ông đi dưới ô ướt lạnh chịu gì nổi. Đi cầu ở trước ông dòm qua cây cầu, dòm lại gặp dễ như thôi. Yeah. Hai ông uống hồn uống vía ông dùng cục nhau luôn. Ngộ gắn ông may ngộ hả ông Tư? Gắn ông may á, người nó nằm cái là nằm cũng như là bị cây mục cây khô đó ông Tư. Từ đâu còn răng hướng kìa. Nóng rong hết trơn. Con rắn hướng nó nằm nó rình voi đi á, có thể nó nằm 5-10 năm đó nó chưa nhúc nhích. Ô rồi. Cỏ rong rêu đóng đầy lá cây rụng rình tưởng ra. Dạ. Ý vậy rồi nó trong cái thời gian mà nó nằm nó ăn gì sống không Tư? Con rắn nó gian lắm con. Dạ. Con rắn, con rùa, con ốc. Ba con nó rất gian. Dạ. Có thể nó nhịn đói hàng năm luôn không hết Tư? Mới miệng con chưa. Ồ rồi nhịn đói muốn mà ra, nghe muốn thì sao muốn. Thường thường con nghe nói mấy ổng nói gắn với chăn rồi này kia nhịn đói mà hàng năm á là mà mấy ổng không ốm mà lại mập thêm đúng không Tư? Mập. Cái đó lý do là sao cũng ngộ hả ông Tư? Mình không biết. Người ta lột vỏ người ta cấm, bác cháu mình đâu có lột vỏ luôn. Yeah. Mình lột vỏ rồi đi luôn. Mình lột vỏ đi luôn. Thông thường độc tính của loài rắn hổ may là nó sẽ đi ăn những cái con gì nhiều phải không đi? Chỉ có heo rừng, nai, bò, trâu rồi đến mình, mà bò, trâu rồi mình đâu còn. Nai giờ cũng không còn. Anh nhất là bây giờ những rắn nhỏ nhỏ là anh bò đi tới luôn, anh theo khỉ, anh dơi rồi mình cũng không thể phải. Mà không ăn khỉ nữa hả ông Tư? Ăn hết. Mình tát như thế là chết liền cả cỏ. Ủa mà chắc không may biết leo cây hả ông Tư? Nghe không nhớ. Trời ơi. Đi trên đọt cây không? Thì á, nói rồi mới biết luôn á. Hồi xưa làm cầm anh ảnh ở đọt cây không. Ở dưới này móc mồi dâm câu nó móc mồi phòng đầu xuống đất. Là ở thì người khác giờ mình thấy anh đắp đọt cây chống cuồng chạy. Uống mẹ gì nữa mình cũng. Sao dám lợi cứu? Không dám. Cứu làm thêm người. Rắn nó mình không bự đâu, mình bắt dế lớn hơn bắt dế à. Còn lại mà cùng bê thì mình kêu nó cũng hết đi à. Dạ. Bự quá đi ra nó nặng nề. Dạ. Những phát chạy á, thì người ta còn dễ khám phá nữa. Đến chạy kêu gió. Dạ. Bò đi thì bò nặng nề chậm chậm. Như mấy con hổ mây mà nó bự rồi là có người cầm hết trơn hả ông Tư? Thì bây giờ theo cái truyền thuyết của Phật để lại thì có người giữ hết. Dạ, có người giữ hết trơn. Nếu mà không giữ là mấy ông bò ra ngoài người ta sợ rồi, là nó đâu có dám. Đúng rồi, hoang mang, quần chúng hoang mang, nói bậy nó bạ. Dạ. Thành ra mấy có mấy con nhỏ rồi cũng như con nít gì nó chơi đi chơi rồi cái kiếm ăn bậy bạ người ta mới gặp hả ông Tư? Thì chưa biết. Dạ. Cùng tay cùng chân 5-10 ký gặp hoài gì. Dạ. Còn tí 1-200 ký mình ít gặp. Dạ. Nặng nề với dài quá. Dạ. Bò đi khó khăn. Cái loại rắn đó là loại dài nhất luôn. Như cháu của ông chú Hai hôm nay bệnh đó, thằng nhỏ xíu mới 5-6 tuổi mà nó đi nó gặp hoài, ông Tư gặp ngay với dòng suối ở trên chỗ dầu hội đi xuống đó, nó gặp con bắp đùi đùi gì nó gặp rồi nó bỏ nó chạy la làng không. Chứ cái thằng Huy nó ở vô chư thần năm đó nó đổ ở trên gánh chu rồi bỏ gánh chu luôn không lượm, bữa đó không có đồng bạc gì mặt mày xanh dờn rồi gì nó vợ nó hỏi
cả chục tiếng nó chưa trả lời được. Hết hồn. Những cái cây đa chỗ đó chừng 10 người mình ở mấy gốc. Dạ. Mà hai anh chỗ đó bị cái bùng binh nước bự luôn. Hai anh giỡn đùng đùng với bùng binh. Rồi leo lên cây đa đó rồi chuột xuống. Leo lên rớt đùng đùng. Gắn mà nó biết giỡn vậy đó hả ông Tư? Ừ, nó với mình với... Cái gái của ông Tư. Ừ. Thôi. Rồi nó nghe đùng rầm vậy đó, nó quay trở lại, nó gặp hai anh đó rồi đi dòng đường dốc, đi dốc đột mẹ gánh xu bỏ luôn. Lấy hai cái vỏ sách về không à, xu nó văng nó hơi nồng lụm chứ được. Về cũng không nói chuyện được luôn hả ông Tư? Nghĩ nói chuyện có mấy tiếng đồng hồ. Vợ hỏi gì ngồi lầm lầm tin. Nhất là mất hồn. Mất hồn. Mất hồn. Nó nói hai anh giỡn là cũng như mình khúc bắc mình tạt nước nhau, nước nó văng sáng ở trên. Dạ. Nó quậy nó đùng 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 nó chắc cỡ bằng thùng phi ông Tư. Hồn đồ hai anh. Nó bị cũng xa cách cũng 5-70 thước lận. Không có thấy dễ gì anh bự nhưng mà thấy anh đen xì anh làm đùng ầm đó. Ghê. Nó xỉu tại đó luôn, đổ gánh chu nó xỉu luôn. Rồi nó tỉnh nó mới về nhà nó mới tỉnh rồi nó lượm hai cái vỏ gánh chu đó, nó lượm vỏ không chu không bỏ. Nếu to cái đó là cách cũng 30-40 mét rồi đó. Đúng rồi. Ừ. Dài từ 50 mét. Bằng thùng phi từ đây ra khỏi tiệm đó. Từ 50 mét. 50 mét đến 70-80 mét, 100 mét. Rắn đực nó dài hơn rắn cá. Rồi chụp nó về là không bị vậy rồi sao rồi người dân mình lên đó có ai gặp gọi lần nào đó. Nó đâu dám đầu. À không dám nói luôn không? Không dám nói luôn. Nói là dân nó gánh chu đi đường đó không ai dám gánh. Dạ. Nói chết bà cho. Thời gian sau mà ông mới nói ra hả? Nói cho tao nghe không à. Dạ. Chứ nó cũng không nói trời. Nhưng mà con nghĩ cặp rắn đó nó sẽ thường xuất hiện chỗ đó mà do rắn mấy ông tu rồi nó không hại người đâu. Không, nói với con núi cấm này, núi Bà Đội, núi dài bên con, núi Phú Cường, núi Tô, nhóc luôn. Về lệnh của Phật cấm không cho ra ngoài. Dạ. Có ai mà cấm bằng Phật. Như núi Nam Quy cũng có nữa đó ông Tư. Nhóc. Núi Nam Quy cục đá mấy chục tấn bò lăn cục đá rồi con tính gắn bà lên. Yeah. Con độ chắc ông ở dưới chỗ cái mấy ổng kêu thường hang dơi đó ông Tư, không có đáy đó. Trên đó có một cái hang lớn đó nè, hang dơi đó không ai dám vô đâu. Kêu hang dơi đó tôi lên tìm 2-3 lần rồi đó không gặp. Mà không ai dám vô đâu ông ơi. Mà điện liền nguyên cục đá bành kỳ điện dưới không nghe gì chứ. Không nghe cái ủng rồi nghe cái gầm gì không nghe. Nghe thôi. Hang đó không ai dám vô đâu. Đi kiếm với ông chú Hai Hình Lai hết 1 lần. Hình rồi tôi đi 2 lần ngủ 3 thế giới bên kia luôn. Núi Cấm này có điện Bình Đông. Ở Nam Quy thì có hang đó, Cô Tô có cái hang gì chứ. Rồi ông sư cả chùa Nam Miller ông nói để nữa ông kêu đây mà đệ tử ông dẫn lên cho, đệ tử ông rành hang đó lắm. Mà con chưa có đi được đó. Cũng là cái hang đó sâu dữ lắm. Mà tối ôm mà gọi đèn không có thấy trống. Như cái hàng đơn như cái giếp. Dạ. Nằm sau lưng chỗ cái chùa Tức Phót đó dưới chùa Thanh Tiền đó ông Tư. Mà đi lên thẳng lên đó. Có thì chúng. Mà con đi lên chánh tìm hoài không gặp. Mình không có duyên sao. Không khi thầy kiếm cho mình mà không gặp thôi. Dạ. Ông lần này hồi đó ông đi đẻo chèo rồi đẻo cắn cuốc đẻo chèo đẻo dầm rồi vừa bán cái đi xuống tới rồi vô thiên tế ông nghe hự hự bị vô thiên tế đi qua đầu chư thần đường cọp đi có con chim nó bay trước con chim bằng ngón tay cái bị tránh ra tránh ra cái chim gì nó không cứ chim sâu. Rồi nó kêu cái tiếng vậy đó. Biết cái chuyện luôn. Cái tiếng kêu nó kêu tránh ra tránh ra. Rồi cái có bóng đen bay hừ 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 hừ. Anh đủ mẹ. Ban ngày mai nhát.
Hôm đó ông chữ gì đó không? Ông chữ về, về cúng con heo. Rồi cái ông gặp bóng đen bay là cục đá này đáp vô cái bóng như bóng người bay là cục đá kia đáp. Ông mới lại mở dây bị ông cột cái búa dính trong cái, mấy cây chèo cái dầm giáp xuống đó. Mở dây là ông cầm cái búa. Trời bay cục đá ông phang cái búa, kiếm cái búa mấy ngày. Dưới này lên kiếm mới gặp. Bị che mắt. Ừ. Rồi về cái thọ bệnh đau thục lử. Cầu ông Tà lên, ông Tà ông hồi đó ông Tà này ông linh lắm. Cậu ổng lên nói chư vị sơn thần đi mà mày dám chữ già mà hổn phạt một con heo. Ồ, hồi xưa linh quá linh hả ông ta? Ừ, nó cúng con heo mới nói chuyện được. Yeah. Ủa sao mà ông kia ổng đâu có nói đâu mà ông này biết câu chuyện gì được hay ta? Bởi ông Tà này mới linh. Ông sau này con ổng lên lên sát tầm 7 tầm 3. Hồi xưa núi non linh ghê luôn. Linh lắm. Hồi xưa con đi là con chim nó đi bay trước cọp. Thì cái đường cọp đi qua lại đường đó không mà qua đầu chư thần mình. Dạ. Đi qua băng ngang cái đường đi nhỏ. Chắc ông đó ông ngang quá ông Tư ha. Ngang. Chắc con chim đó chắc của cũng của chư thần đó ha. Chư thần. Dạ. Cái ông ở đây thì cũng tao kêu ông bác. Ông Tà này ổng giỡn, ổng đội tranh, ổng đội một đội cái cỡ 4 5 đứa mình dựng căng tay gì chưa ấy bị dùng tranh nhẹ bổng á. Tranh diện cứ tranh lợp nhà mình nè. Ông đội rồi ổng dắt cái lưỡi hái trong ông đội rồi cái có thằng nhỏ mặc áo thun chọc chọc ngang ngang. Nó chạy xanh quanh ông hoài, ông quay bó tranh theo hoài, cây rừng cản nữa. Ông quay theo mà ông gan lắm. Ông quay theo mà ông lăn cái bó tranh, là ông mò cái lưỡi hái. Bị nãy cái dắt trong bó tranh á. Chừng ông nắm được lưỡi hái rồi chạy ngang mặt ông. Đù mẹ mày nhát. Cúng cái đầu heo, có thục lưỡi luôn. Ông Tà ông nói giỡn với nó mà nó chữ đụ mẹ tao. Là ông Tà vô đồn mình đi hả? Ông Tà vô đồn. Đó ông dữ lắm. Ông Tà đâu biết đâu. Mà nít cái thằng nít không có đầu nữa. Ôi dồi. Cứ chạy quanh tròn quanh tròn. Bởi vì ông nói ma đó ông Tư. Ông nói ma, ông nói chữ thề. Dạ, ông nói ma. Có nhiêu lại thấy bà nội cúng cái đầu heo. Lại xin đợi có gì đâu nước lạnh nè ông vạ bùa ông cho uống nên nói chuyện lại. Yeah. Ông uống thuốc không em? Vậy là cái ông cụ mà hồi xưa ông Tài thường về là ông cụ mất rồi đó ông Tư? Mất. Ông mất rồi sau này con trai thứ út cũng lên tầm 7 bà vì ông này ông mê cái dữ lắm. Yeah. Hết linh. Nó mất linh. Mất linh luôn. Lên giả không nên lên giả. Giống như con nghĩ là những cái người mà người ta chọn cái người kia là nó họ hợp nó với người đó họ mới vô được, còn những người khác họ không hợp họ không chịu vô. Vì sao này ông này mất linh là hai cái cốt mà ông già ông thờ trên bàn thờ ai ăn cắp nào ông không biết. Trang. Bị nói đồng đen hai cốt tao độ bằng cây. Nhưng mà sơn đen á, nói đồng đen được. Có ai đâu, con cháu không ở nhà thôi. Với lại mấy cái vị chư thần, sơn thần rồi kia người ta lựa những cái người thật thà, tánh tình nó hiền hậu người ta mới về, mới nhập được. Cái xác ông Tà tên Ngâm Tỉnh. Như ông Tà rồi kia người ta lựa những người đàng hoàng. Chứ đâu phải muốn nhập ai là nhập đâu. Không, ông Tà, con hồi xưa bệnh mấy ông già bụng tay lên hú Tà ơi gì cứu bệnh. Dạ. Yeah. Là trong nhà lát mà nít bu lại coi bệnh đó là ổng vô nào là nó ngồi bịch xuống. Vô nít không hả ông Tư? Vô nít nhỏ nhỏ không mà mười mấy tuổi chưa có vợ con. Nít nó sạch.
Rồi ông nói thuốc, có người biên thuốc gì ông nói biên rồi, nấu mấy chén còn mấy phần nữa uống hết. Thôi mà đem gà ra ngoài cúng. Nhưng mà hồi xưa mới có không tư, chứ giờ dễ gì còn mấy chuyện đó nữa không tư. Cũng đạt, không chạy cũng chút quần. Cũng đạt giờ quá. Hồi xưa thì cứu một người, thì giết một mạng. Có khi giết hai mạng nữa không tư? Giết nhóc luôn, nhiều mạng luôn. Vì gì cúng gà, cúng vịt, rồi có người cúng heo nữa đó không tư? Ừ, heo, bò. Bò nữa. Tà cũng thích bò lắm. Khi mấy người bị nặng nó cúng đầu bò. Cái đó không sinh, không cúng trái cây hay chuối đồ này kia không được sao tư? Ông tà không ăn nó đâu, ông tà ăn thịt cá không? Dạ. Tà ma nó đâu ăn tương. Dạ. Có bệnh tổ pháp của mình. Tổ thuốc rắn này hồi đó cũng ăn mặn không? Dạ. Sau này ông tư mới xin lại hả ông tư? Xin, tao đặt bàn hương án tại đây, nhà bên. Ông tư xin là không cúng gà, heo nữa. Ừ. Thì nói rành giấy tên họ mình nhiêu tuổi. Dạ. Rồi xin tổ thầy củ quyền ông bà trời Phật thánh thần chứng minh hôm nay. Bởi vì con học đây nghề làm, nó làm phước thiện. Dạ. Rồi khi bệnh nhân hết rồi mà mất cúng con gà. Dạ. Thì cái mình cứu người, mình giết người vậy không có phước thiện. Tao cúng tao kể rành lắm. Giấy đâu có đàng hoàng không tôi? Giấy đàng hoàng chứ. Cũng như con làm cái đơn nhưng mà giết cạch làm sao mà dằn chữ cũng không được nữa đó. Chấp nhận đơn con. Rồi tôi dục ba keo cho hết ba keo lại. Dạ. Ủa sao phải xin ba keo không tôi? Cái lực lệ con phải xin ba keo. Phải đủ keo mới được. Nhưng mà tôi xin keo đã cho rồi mà mình xin thêm hai keo nữa thì chẳng khác nào không tin người ta không tôi? Đâu có. Cái lực là xin ba keo mới chắc ăn. À. Thì đó 6-7 đứa chúng nhau lại. Tôi đặt bàn hương án ngoài bản thiên nó trái cây rồi cúng. Rồi từ đó con hầm một nồi thuốc phải giết hai con gà. Một con cúng ở dưới ông lò, một con trên bàn tổ một con. Dạ. Yeah. Cúng người bệnh vậy đó, cúng con gà nhiều người ta đem 2-3 con thôi. Sát sanh quá nhiều. Năm tư cứu khoảng vài trăm người thì chắc cũng khoảng vài trăm con gà. Bởi vì mình tính người con thôi. Người vài trăm người thì vài trăm con gà. Mà có người 2 con nữa chứ. Thì hôm Tết tới giờ 45 mạng, 45 gà. Mà còn chó đồ này kia người ta còn cúng riêng nữa. Yeah. Tao không ghi chó vô đây, ghi rắn không à. Mấy người bị chó cắn. Người ta cũng đem gà, người ta cúng tổ vậy. Yeah. Bị người ta hỏi cúng gì, cái nói ổng cúng gà với rượu, lít rượu. Yeah. À, quen rồi chó người ta nói vậy. Có nhiều người 2 con, 3 con. Yeah. Lựa gà trống tốt nữa chứ. Trống bự. Bị dân ở nhà nó mới biết nhậu, qua mình cúng rồi phải nhậu hết mấy gì. Yeah. Tao thấy không được. Mình cúng người rồi mình giết thú vật nó cũng sinh mạng. Cúng rồi ăn nhậu. Ừ, mọi con vật rồi cũng biết đau, biết đớn, biết đói, biết vui, biết bò, buồn, biết đói, biết no, biết vui, biết buồn, đều đầy đủ cho nói mình. Ra nhưng mà tại người ta không biết nói chuyện thôi. Thì mình coi con người mình quá tệ, chứ con người mình tệ hơn con vật. Tệ đủ mọi chuyện tệ. Cũng như người ta nuôi thú cưng đó ông tư, mà trong nhà đó mà con nuôi con thấy mèo nè, chó nè, rồi bò, trâu, rồi con nào nó cũng khôn cho nó tới. Tới chuột mà người ta còn nuôi khôn đó. Chuột mà người ta nuôi còn khôn được. Tao hồi đó ở Lân Gù, tao ở đợi bên nhà thờ Lân Gù.
ở đợi chung nó 3 năm. Có một con bò, tao nói còn hơn anh em nữa. Yeah. Một bầy bò cũng 200 mấy chục con lận. Mà có một con bò đặt bò ngựa cái lưng nó như tấm tớt nè. Mày mà phóng trên lưng nó một cái không được thì thôi. Còn phóng lên nó y con ngựa làm sao nó y vậy. Nó không đi. Nó chạy không, nó chạy chậm, tao quấn cho nó chạy lẹ. Mà nó khoái. Nó gặp mày ăn bánh tay là lại là nó xin. Nó khôn chứ. Là nó ủi mày. Xin cho bánh tay ăn, nó đứng đó, nó ăn hết, nó đứng đó, chừng nào nó ăn, mình ăn hết, nó thấy hết, nó đi. Ăn cốm, ăn bắp rang gì, ăn mía gì, anh cũng lại anh xin. Cần dữ. Bởi vì chạy máy cài, nhưng cũng dắt bò theo. Vô trọng cái bông xô đó, thiếu gì. Bông lên trưa nắng cho anh ăn, đi vô, anh ngủ, anh nằm, anh đục mát. Công nhận con bò tao nhiều mà tao thất tình với con bò 3-4 năm. Nhớ là không? Nhớ. Bò của ông ta hả ông Tư? Bò của ông chủ nhà đó. Dạ. Yeah. Ông giàu dữ lắm. Phải có tiền mình mua lại con bò đó hả ông Tư? Ừ. Nó cao, nó lớn hơn người ta. Tướng tá ngon nhất. Mấy con bò đó chứ. Mà cũng con bò mẹ đó đẻ ra. Ở dưới người ta nuôi bò chuồng đó. Ừ. Bò cái đẻ ra như người ta nuôi hết. Mà đạo Thiên Chúa xuống từng ta ăn cái đầu bò. Ừ. Không bằng thịt bò ở nhà cũng đi mua chợ cái đầu bò. Ăn dữ lắm. Cái đó mình, cái mấy con bò mà khôn vậy mình nuôi mà lỡ nó có già nó có chết để chôn chứ không nỡ nào ăn. Ăn gì nữa mà ăn. Trời mưa ta phóng lưng ảnh tao nói trời mưa tới rồi chạy mày ơi. Vỗ đít ảnh nó bóp ảnh phóng rụp 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 chạy tới nhà luôn. Tao đặt cái tên bò ngựa. Bò ngựa. Tao đặt tên ảnh vậy đó. Ông con bò này nó kỳ lắm mày ơi. Nó thương ai nó thương người đó chứ nó không thương người khác. Đúng. Sao nó thương mày dữ vậy đó. Cho ăn hoài nó thương. Ừ. Chạy máy cài chỗ nào có cỏ ngon là xuống bứt bằng tay bứt mớ để máy cài đó chạy về đem cho ảnh. Thằng anh biết ơn. Anh ỉa cũng vậy. Con bò hả ông Tư? Ừ. Không ngủ đâu là heo nó ngủ tới kế bên. Ngủ sát bên đó. Dạ. Yeah. Cái máy cài đậu rồi tao che cái máy chòi rộng máy cài còn dư mình. Chiều tới dân mùng ảnh ngủ ảnh thọc đầu vô mùng ảnh dở mùng lên ảnh thọc đầu vô ảnh giỡn mình. Đi với người ta cưng dữ quá tôi vì 3-4 năm sau mà còn nhớ bò không nhớ ai trong nhà không nhớ ai nhớ bò bị mến tay mến chân rồi. Ừ. Xe hồi đó xe phu lít trong nhà ông chiếc ông giàu. Nhưng cá hồi xưa hả ông Tư? Ừ, ông Phủ. Lớn hơn cá. Ông nhà thờ đó kêu ông bộ chiếu, ông bộ chiếu trong nhà thờ, ông làm hương bộ. Yeah. Ông cha muốn mặn gì lên hợp nha. Yeah. Quá lớn. Ừ. Dạ, quá dạ. Nhà cột tròn mà lớn lớn cái tràn mình đứng con giới giới. Hồi đó ông Tư làm mướn cho ổng hả ông Tư? Làm mướn, ở đỡ, hồi đó ở đây đói nè, bà Tư bà đỡ. Dạ. Yeah. Bà lấy tiền trước. Dạ. Yeah. 3 năm trời. Rồi ông Tư xuống dưới làm công trả lại. Ờ thì tối ngày đi giữ bò đâu được nửa năm gì, ông mua máy cài Somica rồi đó. Dạ. Yeah. Hồi đó con phải còn măng. 5-6 tháng mới có máy cài. Còn ăn lên tới Sài Gòn, còn ăn bị con ở Sài Gòn. Mua lần 2 chiếc. Thằng con ruột thứ 8 ổng nó chạy gom tiền quấn hài hết đất quấn hết. Bán máy cài luôn. Chứ tao bán máy cài, tao bằng bao nhiêu tiền chỗ sách ghi đem về cho ổng.
rồi đóng thế cho nhà cách mạng mình giờ này bao nhiêu nhiêu ghi hết. Mà con cái ông sao này phát của không được? Có thằng thứ 8 cờ bạc, thằng thứ 9 thì đi lính quốc gia rồi, thằng thứ 10 thiếu tá sư đoàn 21 ở Chương Thiện. Còn thứ 11 là gái Úc đó, ổng bả 10 đứa con. Còn gái thứ 3 thì ở Sài Gòn, chồng nó làm đại tá nhảy dù. Con mấy đứa quan quận, con đứa nào cũng giàu. Ông Tư hồi đó có nhảy dù lần nào không ông Tư? Con biết ngàn muôn lần. Nhảy cái cảm giác làm sao ông Tư? Đầu tiên thì con sợ, nhảy riết rồi mày xin nhảy nó không cho. Có khi nào nhảy xuống rồi sợ quá quên bật dù ra không Tư? Đâu có, con quên nó cũng bật anh à. Ờ, từ nhảy không Tư? Vì sao cái ba lô dù nó có nhờ dây bằng cọng nhang mình nó cột lên rõ rẻ trên máy bay á. Con đi ra con nhảy cái dây đó nó lâu cái dù vừa thẳng cái sức mình tới 60-70 kg với cái dù nữa mà. Dạ. Cái dây đó nó đứt cái băng cái dù nó bung ra là dây đó mới đứt. Dạ. Vậy là tự động đâu nó có dạ, đồ nó lôi ra có cái dù trước ngực con mấy cái dù tự động. Dạ. Cái dù phụ nó con mang trước ngực nè, có cái nút đây con bóp vô con đè vô con xây cái nó bằng cái bình. Mày mà bật hai cái vụ nó đưa mày tới Hà Tiên mới luôn. Nếu nó bồng ra bay hoài luôn không đáp không Tư? Đáp gì được. Cái sức mình có một cây một là nó xuống mới được. Yeah. Còn bấm hai cây thì nó lên hoài. Cái đó mà gặp trận gió. Trận gió nó đưa. Cái đầu. Đưa qua châu Phi luôn. Đâu có con lái được. Con muốn đáp chỗ nào con lái chỗ đó. Ví dụ như lỡ bật hai cây thì mình cắt dây một cây ruộng đâu có được, kéo xuống một cây rớt con chết. Con lái nó dụ nó 40 nhợ một bên về 20 nhợ dù. Con muốn lái nó dụ đây mình lái ra ngoài đường cái con nắm 4-5 nhợ nè, con gịch cái dù nó méo xuống đó nó chàng mày một cái mấy trăm thước không được. Chắc gió nó đẩy đi nhanh lắm hả ông Tư? Nha. Rồi con muốn lái dưới chợ rồi con nắm dây đây con gịch. Gịch rồi nó lái chợ, con lái ngược lên núi, con nắm dây sau đó được gịch. Muốn lái phía nào rồi mình lái phía đó. Nó cũng dễ ha. Dễ, mà bình tĩnh kìa. Nói vậy chứ, nói thấy dễ chứ khi nào mà nắm cây dù mà nhảy lên đó mới đi không biết nhảy được. Ra thì nó làm con hồi hộp con hết hồn hết vì trên máy bay con phóng xuống là dù nó đâu bọc mày rớt đi dèo nó wo lỗ tai vậy cả trăm cây số giờ. Rồi cái dây nó gịch cái dù bực ra nó giật mày lên cái 40-50 mét. Con đường xuống ào cái dù nó bung ra nó giật mày ngược lên cái cao lại. Tao xem con ngào luôn. Bởi vì nó mới tập cho mình nhảy lòng cu dưới đất trước. Bỏ lòng cu rồi sao không Tư? Nó mận cái rài cao đến vậy đó. Cái đó mà ai mà đi tàu đi xe rồi mà hay bị ối mà nhảy dù cái nó thôi sao mà nhảy được. Bây giờ nó nhảy dù còn độc dù cánh dơi. Dù nó ít dây hơn dù tròn nhảy nó điều khiển mau. Bây giờ bộ đội Mỹ nó nhảy nó quýnh giặt dù cánh dơi không, cái dù có miếng ngang vậy nè, vòng cung vậy nè, con dễ lái lượng như én vậy không Tư? Mày cứ gịch 4-5 nhợ thì mày gịch một cái thì nó xuống con chừng 200 thước. Ở trên mày đương trên vậy nó con gịch cái rồi gió nó liệt nó móp cái dù bên đó nó liệt qua bên đó xuống mau lắm, gần đất gịch cái đập xuống đất cũng như mình nắm đuôi chuột đập chết liền. Ông Tư đó chắc nhường nhuyễn cái vụ nhảy dù hả ông Tư? Dạ. Có khi nào mình gịch quá nó cái dù nó bị sụn tơi luôn không, bị sụn tơi nó cuốn tròn luôn không? Đâu có con đâu có gịch quá được trong
nhẹ thôi á. Ừ, cái chương trình học nó dụ gịch 5 vợ 7 vợ là dữ lắm rồi. Nhờ dù nó bung lên vậy nè, 5-7 nhợ đó, con gịch 5-7 nhợ đó, cái dù trên nó xếp cái mấy thước, cái bìa nó thì nó luyện mày cái dữ dằn lắm, gần dưới đất mà mày gịch bản nó đập dưới đất cái rồi chết luôn. Đập cái gãy xương hết. Gãy hết. Nội nhảy mà hai cái giò con không bằng mà bằng đó, xếp dưới đất hai giò phải khép kín lại nhờ. Con rụng hơi. Mày nhảy giò mày so le vậy là cái giò này thì dài hơn gãy giò này. So le giò này gãy giò này. Ủa sức mấy giới cũng mạnh nặng vậy đó hả ông Tư? Mình mày 60-70 kg mà trên cả cây số nó rơi xuống mà đâu có gì vừa. Cái dù nó bọc lại nhưng mà rớt vẫn nặng mạnh hả ông Tư? Mạnh chứ rớt mà con thấy tụi nhảy dù té ngửa không không? Dạ. Như con người nhảy rớt xuống cái chạy tới đâu mấy chục thước mới đứng lại được. Chạy con nắm dây dù con quay nè bị gió á. Dạ. Quay rồi dây dù nó quấn lại nó mới xếp dù lại. Có thằng dù nó lôi chết luôn. Trúng gió mạnh nó lôi. Rồi mấy cây dù đó đó về người ta lấy người ta xếp lại hả ông Tư? Xếp lại nó có đội xếp dù. Dạ. Về giặt ấy rồi xếp lại kiểm tra kỹ con dù nó. Đội xếp dù nó dữ. Rồi có khi nào mà mình nhảy mà nó không bung không ông Tư? Không bung cái dù cũ. Dạ. Ôi không bung cái rớt. Ngoại trừ không bung là tại con. Có nhiều thằng bị dây dù quấn hoài vậy. Chết không Tư? Chết bà sao không chết, rớt dưới đất cũng như mày cầm cục đất mày giục không chết. Rớt thì rét luôn mà. Mà rớt bậy vô lọt cây lọt cối cũng chết. Ừ. Có thằng nó xạo nó nhảy nó như, cũng như mình nhảy xong tắm nước nó chuối. Dạ. Mình nhảy ra mình đứng sững rồi còn nó chuối. Chuối đầu xuống trước. Chuối đầu xuống trước thì dây dụ quấn vô giò nè. Dạ. Quấn nó xiết con mấy chục ký rồi cây dù trên nó bọc gió nữa con sao con tháo nổi. Ừ. Rồi thấy xuống đáp xuống nó chống cái đầu đắt trước. Ừ, giọng gãy cổ gãy đầu chết hoài. Lúng nó đắt luôn. Nó huấn luyện con kỹ lắm. Có khi nào mà mình nhảy dù xuống rồi mình không có thể đáp được không? Đâu không có, bằng giá nào con không đáp luôn. Rồi gió nó đưa rồi dù nó đáp ở trên đọt cây rồi xong Tư? Đâu có con lái, bởi con mới kịch dây con lái đó. Dạ, yeah, dạ yeah. Nhà, cửa, thành phố rồi kêu mày lái. Dạ, yeah, lái lựa chỗ trống còn đáp. Muốn xuống đâu thì con lái ngay đó. Dạ, yeah, dạ, yeah, theo ý muốn của mình luôn. Dây cái đó. Tao nói về con để ý cái dù nó bung tròn như cái thúng mình vậy nè. Dạ. Yeah. Ví dụ muốn ra ngoài đường lộ con gịch đây thì nó kéo xuống gió nó đạp cái dù xuống. Đạp mấy đó là dù nó liệt qua đó liền. Mà mày gịch nhiều 7-8 nhợ nó giục mày cái, từ cái chỗ mình đang xuống nó giục cái 200-300 thước. Nó liếc mình qua bên đó. Gần cây lồng đèn nó đập vô cái rầu đỡ. Gió nó thấy mạnh thì ghê. Mạnh lắm. Yeah. Bây giờ nó nhảy dù cánh dơi nó gọn hơn. Yeah. Nhẹ hơn. Quá. Đâu có. Hồi xưa mấy cái dù mà người ta hay lấy để che gạp cưới tròn vo khổng lồ đó ông Tư là dù xe tăng không Tư? Không phải dù đó, nhiều khi dù cũng thả đồ ăn. Dạ đồ ăn. Còn cái lại dù mà giải bông bông rằng rằng đó là dù nhảy. Dạ, còn này giải mà kiểu nó trắng trắng đó ông Tư? Ừ trắng trắng xanh xanh đó dù nó thả đồ ăn không? Còn nó bự bằng cái nhà ông như này ông Tư? Lớn hơn nữa. Dạ. Cái dù đó con bông trăm người khách ngồi tỉnh ba có 10 bàn còn rộng. Dạ, dạ. Thông dù đó là nó chịu 1-2 tấn đó hả ông Tư? Ừ. Thông thường một cái cây dù mà chịu nổi cái người của mình là nó tầm khoảng mấy thước không Tư? Vì súng đạn đồ này kia trong cái cơ thể con dài dép súng đạn rồi mình mang đi hành quân đó. Ừ. Là khoảng gần 90 ký rồi. Để cả người mình mấy người mập lên trên 100 ký nữa. Mang nhảy xuống. Mà đầu tiên sợ sau này con xin nhảy nó đâu cho nữa. Cái dù nó, cái dù người ta mình nhảy nó bị dài nó khoảng bao nhiêu thước không Tư? Bị dài chắc cỡ 5-6 thước thôi. Yeah. Nó xếp lại thấy nó dài nữa.
dây nó cũng 5-6 thước nữa. Dạ. Nó khó quấn mình lắm, ngoại trừ ra con nhảy trút đầu như tao nói vậy đó, nó, dây nó mới quấn. Bề ngang chắc cũng mấy mét à hả ông Tư? Rộng, đường rộng nó cũng dữ lắm, bây giờ nó nhảy dù cánh dơi thì nhỏ. Dạ. Bây giờ nó Nha Trang rồi, nó dân rồi nhảy dù đó. Dạ, con thấy nhảy dù nhỏ nhỏ mà nhóc màu vậy đó. Ừ. Dù đó dù dân sự nhảy du lịch chơi. Dạ. Có khi nào mà chơi nhảy xuống đáp xong rồi nguyên tàn dù trên chồng luôn. Nó không trùm nữa. Gió nó thảy đi mà chỗ khác. Dạ. Nhiều khi gió mày nhảy đúng cây dù nó ở sau lưng con, mà nhiều khi gió đẩy trước mặt nó gệt mày giò cẳng như bánh ú hết trơn, gãy hết. Thôi thì là phải qua trường lớp cũng luyện rồi. Thôi như Dũng cũng luyện nhảy dù kỹ lắm, bắt học mới được. Học. Còn như mấy chỗ như chơi giải trí giờ cũng phải chỉ chẳng ra đàng hoàng chứ không thì nó nguy hiểm. Đâu có phải cái mày huấn luyện viên mà nhảy kèm với cái người mới tập đó. Nó có cái ghế ngồi riêng cho cái người con muốn phiêu lưu chơi mạo hiểm đó, có cái ghế, cái thằng huấn luyện nó ngồi trên, mày ngồi dưới, nó lái. Nha Trang nó nhảy con bắp máy con coi. Ủa còn cái loại dù gì mà nó nhảy bằng bô bo đó không Tư? Cái đó thì cũng dù cánh dơi đó. Chạy xuống biển á, có người chạy xuống biển bằng mịt mịt trên, nó hạ bô bo xuống, nó đáp dần xuống. Ừ. Bô bo con ngừng thì gió hết bọc rồi nó rơi xuống nước. Yeah. Mà mấy người đó người ta chuyên môn mà. Ờ, rồi hồi đó bên nhảy dù có đại tá Kim Chi, là đội trưởng đội xếp dù, đường bà nó nhảy. Mui ghe mà nó nhảy đứng mui ghe, mui tàu. Hay không được. Ừ. Quá chuyên nghiệp rồi. Mà nhảy dù mà dòm thấy khói màu không, không thấy người. Nó nhảy 2400 thước, nó phóng ra máy bay, mày thấy khói màu không, nó xịt 4 lần khói màu xuống, không thấy người ta. Còn cách chừng 150-70 thước, nó bực dù cái bình nó rớt mui ghe. Chơi vậy, nhảy biểu diễn. Không sợ chết luôn. Làm sao chết mày được. Ta quen rồi. Quá tỉnh rồi tới đại tá phụ nữ. Ừ. Quá chuyên nghiệp. Tới nhận đó nhiễm. Mà nó bị trục trặc gì đó là làm cái phịch chúng ta đâu. Đâu có con. Đúng mũi ghê. Nó kiểm tra kỹ lắm mày ơi. Dù mà độ chết dù mà trịch ngang cái là mày chết liền với nó. Cái dù rất rứa nó kẹt nó rất gì đó. Chết. Nghe nói mấy cái bên đội xếp dù mà lỡ mà trong quân đội mà nhảy không bung là cái người bên xếp dù đó là bị bắn thì không Tư? Nói thì mình không thấy chuyện đó nhưng mà nó phạt nặng. Yeah. Nó đuổi con ra khỏi chợ. Yeah. Cái cây dù đó với cái kinh khí cầu nó cũng gần giống nhau ha? Không, kinh khí cầu nó không điều khiển bằng lửa. Lửa? Nó tắm oxy ra ngoài. Điều khiển mà nó chơi bằng khí ga. Yeah. Lửa nó tống cái dù đó, nó thổi cái dù bay lên. Mà nó cũng bọc gió vậy không Tư? Bọc gió, gió thì gió ít, ấy. Mà lửa thì nhiều. Gió lửa. Bị cái kinh cái cầu nó túm rụm, gió đâu bọc. À. Nó chơi hơi lửa không mà, hơi lửa nó luồn ra đó, nó bay đi. Ở trên đó, còn mình không quen, chứ con quen con điều khiển, vì nó có cây điều khiển. Muốn phía nào nó điều khiển cái dòi phun lửa lên cũng vậy. Điều khiển cái dòi đó. Ồ, ở nước ngoài nó bay một lần cầu mấy cả ngàn cái dù kinh khí cầu màu đủ màu sắc. Vợ chồng mày đi màu gì, vợ chồng nắm màu gì bay thi mà. Lâu có người ta bay bị cháy hoài chứ. Trường hợp lắm, một là cháy, hai là nó hết cái lửa, không khí nữa rồi. Nó phải bay chu vi trong vòng bao nhiêu phút chứ. Cái bình ga con cài bao nhiêu phút, bao nhiêu tiếng, ví dụ. Bụng mới rớt, cái chết người ta hết, còn què gì. Nó bay cao lắm, tôi thấy nó bay cao lắm. Nó bay từ 500-700 thước, không cao không đâu. Trời đó, nhớ xuống đi cho chú vậy. Con người mình 3 thước mày rớt xuống cái giò cẳng gãy rồi. Gãy một trống, đôn một trống rồi. Bọn này hàng trăm mét ở trên. Ba đứng rớt xuống là nuôi mèo á. Mèo nó phải chục mét rớt xuống
mèo phải, ta học võ mèo lắm. Nó rớt nó lộn quay quay nhưng mà tiếp đất bốn giò. Yeah. Nhẹ bỏng. Trên mạng là kêu con mèo là hoàng thượng. Con nó khôn cũng vậy, võ mèo đánh ghê. Mà cái giống nó là vậy nghe, nó nhưng mà con chó thì chắc cũng là vịt, chứ con mèo nó gồm chứ là bốn giò. Bốn giò. Con chó mày nắm bốn giò mày thả lên cái ịnh xuống đất. Anh không biết lật. Mèo mày nắm bốn giò mày buông xuống là anh tiếp đất bốn giò. Chó anh vợ bạc mày buông mấy con chó mập con bự buông cái ịnh chứ đất. Như cục thịt luôn. Anh không biết lật. Giống nó là vậy. Nói nhảy dù bây giờ mình không biết, mình nói khó khăn với con, khi con nhảy mình rất dễ. Quen rồi cái dễ ẹt hả không? Dễ. Dạ. Có khi nào mình nhảy vậy thì nó có bị say sóng gì trên vấn đề mình nhảy đó không? Nó có say, có mấy người máu ngà đó là huấn luyện viên nó cho mày nhảy trước. Say máu ngà hả? Ừ. Say máu ngà nhảy lòng cu. Vô quân trường cái cây tôi xây máu ngà rồi nó cho mày nhảy trước. Huấn luyện viên nó kèm mày. Yeah. Nhảy ai nhờ dây nó treo 40-50 mét chứ nó cầm dây nó rõ rẻ không à. 1-2-3 nó chỏi hai cái giòi dưới vách tường nó bung ra, nó bung rõ rẻ chạy cái re tới đất nó thắng là. Chạy máu ngà, máu chó gì cũng quảng hồn mẹ hết. Nghỉ say luôn. Nghỉ say luôn. Thằng nào say nó cho nhảy trước. Chạy vậy, tự nhiên đọc. Làm cho quen mà. Tôi quen cái thói gan con dạ của quân đội. Cái đó là cảm giác mạnh. Giữa cái vấn đề nhảy dù đó với cái tàu biển mình đi, cái nào nó say sóng mình nó nhiều hơn không? Tàu biển thì bị con không quen rồi nó xây sóng, còn tụi thủy thủ đàn tàu nó đi cũng như mình đi bờ, trên bờ đi còn cực hơn tàu, nhất là tàu lạnh. Con không thấy trời thấy trăng gì nữa, thấy nước với cá rồi không. Ông Tư có đi tàu lặn lần nào chưa ông Tư? Không con, mình đâu có chuyên môn gì bên đó. Tàu lặn đâu chở bộ binh. Yeah. Chở băng của nó. Ông Tư có đi, từng đi ra biển gì, ông Tư đi trên những chiếc xuồng kia thì nó cái độ sóng biển ngoài nó soi sóng mình thì nó có say sóng nhiều không Tư? Cần bờ số 5 nó nói đầy tàu, không có ai nói. Có tàu Dương Đại Công với thằng trợ thủ Đại Liên nó không nói. Không nói đâu. Ông vậy tao nói tao chống gió này nhậm gì. Tao mà đưa vô bằng gần mà nó lắc tao chưa ói nữa chứ là tàu này nhậm gì. Có nguyên nhân sao mà nó không ói không đây? Vì con nhảy dù với con đi máy bay quen rồi. Không ói. Phải lúc đó ông Tư đi học mà lái phi công luôn Tư. Đừng có xăm tay này đi rồi. Bộ xăm nó không cho đâu ông Tư. Không cho. Mày xăm một miếng nhỏ bằng ngón tay tao nó cũng bỏ. Hồi đó xăm là lúc ông Tư còn đi lính đó ông Tư? Đi lính đạo mình nè, bị bắt ở cám đường. Hồi đó mình, tụi tao tắm còn ở truồng mà. Bị bắt mấy trăm thằng vậy đó. Yeah. Đi trong rừng đó, đi dưới bãi đồn. Bắt rồi mấy ông bắt xăm luôn hả ông Tư? Ra ngoài tù này nữa mới xăm. Yeah. Nó nhốt rồi vô cám đường châu đất mình nè. Yeah. Xăm rồi do mình tự xăm chứ ai bắt? Bắt xăm á. Rồi nó lựa mày, nó tướng mày, nó coi chân dài như mình nít như năm rồi kia nè. Ồ mà thằng này xăm hình này, nó mới được. Ngồi ở bàn, mày không xăm không được. Bắt buộc phải xăm không? Bắt buộc phải xăm, không xăm nó quýnh thì thấy bà luôn. Nguyên nhân xăm là do đâu thế? Thì nó bắt buộc mình phải xăm vậy đó. Xăm chơi vậy thôi. Xăm chơi vậy để coi, để kỷ niệm ngày ở tù. Bỏ tay giống như là dấu ấn cho biết nha. Vậy là ông Tư hồi xưa cũng có vô tính là làm lái thuê mà máy bay mà không được không Tư? Ừ, một tiểu đoàn nó chọn có 2 thằng học không quân. Yeah. Rồi học rồi nó khám sức khỏe là ngon lành, để trong giấy khám sức khỏe là omega không.
tới khám thẩm mỹ là 50 then. Thuộc bỏ rồi. Tôi bây giờ là good. Xấu. Tốt. Bác sĩ nó khám không quân, nó khám này không có còn cái gì nữa. Lử, răng, miệng, mắt, lỗ tai, lỗ mũi gì nó khám này không còn cái gì trong cơ thể mình á. Kỹ gì đó không thầy? Kỹ lắm. Không quân mà lên đến mà con cái chuyện mà ví dụ mình mất trí nhớ bất ngờ làm sao con điều khiển máy bay được. Từ trên trời nó đâm xuống để quỷ hoại chiếc máy bay, quỷ hoại mày. Chiếc máy bay nó không tiếc mà nó tiếc thằng phi công. Bởi máy bay ném bom con tính chiếc đâu phải rẻ. Nhưng mà nếu trường hợp bị bắn cháy rồi là phi công bấm dù bấm ra liền. Cái dù nó con bấm nút cái nắp này nó kéo nó phóng con lên 25 thước. Phóng trên không vậy đó. Bởi vì mỗi lần mà huấn luyện người phi công đâu phải dễ hay không thư? 12 năm. Dạ, còn chiếc máy bay mà ông xuất tiền ra mua. Còn nó huấn luyện thằng lái tàu biển 16 năm. Lái qua tiêu. Lái tàu biển, lái tàu quân đội không thư? Ừ. Tàu biển nó huấn luyện lâu hơn thằng phi công. Bị con bay trên trời bao la ấy, dưới biển này con đá, gền, núi, sóng nè. Rồi bị biển động bất ngờ. Chiếc tàu hạm đâu phải một động cơ như tàu mình chạy thường đâu. Phía nào nó cũng có động cơ, trong đó nó dụ nó 12 động cơ thì trong đó con tài công con phải điều khiển 12 cái máy đó. Mày coi theo gió bão mà điều khiển chiếc tàu. Khó quá. Ồ, nó huấn luyện thằng lái tàu gấp 10 lần đi công. Mà con nghe nói mấy người đó nếu mà có một cái răng sâu hoặc thiếu cái răng họ cũng không cho đi nữa không? Không có mày cái răng mày bị mẻ rồi nó bỏ rồi. Bác sĩ tôi phải đó luôn. Vậy là con với anh Tăng là không chịu chọn rồi. Răng sâu quá nhiều. Nội cu giấy mình không cho đừng bà khám chứ. Trời ơi. Nó ác vậy đó. Mà đừng bà cũng mỹ nhiều. Coi có còn mạnh nữa không đó không Tư? Ờ nó khám nhiều thằng rờ tới rồi luôn cô bánh. Ứng cười nó cười. Dòng không? Nó bắn hả không Tư? Nó bắn một cái rồi mình dòm cái mình nó còn hơn mình đau ban đêm nữa. Yeah. Một nó nổi đỏ về nó ngứa không nằm không ngủ được. Ồ. Nó như thuốc đỏ không Tư chị chắc hết hả không Tư? Mạnh trâu này nè với cái gân vàng. Uống ngựa uống anh đã quá đã anh qua đó anh uống không? Chị bệnh gì không Tư? Trừ đau nhức bệnh nó trợ thận cho đàn ông mình mà. Mạnh gân cốt mà. Tao có sâu chuỗi thằng đó nó cho 7-8 giờ đêm nó thông phức. Sao mà lại kêu có thằng xa hơn không Tư? Ai biết của ông bà mình đặt mày hỏi tao nữa cũng nhân đăng. Hương là nó thơm. Hương là thơm, cái gì có cái chữ hương cũng là nó thơm. Thằng trà hương với đỗ trọng không Tư? Đỗ trọng thì nó không thơm. Đỗ trọng gì? Thằng đời nó nói đỗ trọng bển nhiều lắm không Tư? Nhiều. Dạ. Thằng xạ hương là cái cây gỗ hay sao không? Thân gỗ hay sao? Thân gỗ mà dây. Dây. Ừ, làm gậy được. Còn có mấy cái rừng núi sâu mới có chứ. Không có, mỗi lần ở chỗ chuồng vít đó. Dạ. Sau hè mới nó lùm nào lùm nấy nó lên mười mấy thước bò lên cây á. Chết ừ. Cây luôn. Nó có trị bệnh gì không Tư? Nó kỳ tà. À, kỳ tà hơn quỷ trầu. Nó cây... bà có bầu dịnh nó chết. Với cây mạnh ngược không Tư? Hả? Cây mạnh ngược là cái cây mà ông nói cái gai đâm xuống đúng không Tư? Ừ, cây thằng trà hương nó dưới mạnh ngược. Dạ. Ông nói tao cũng biết đường. Còn ông nói cái cây nào cây mạnh ngược gì? Lúc trước ông kể đó. Không, đâu có mạnh ngược, có mạnh trâu. Mạnh trâu còn ông Tư đó cây đó là như là mạnh gừa rồi. Mạnh gừa. Mạnh gừa. Mạnh gừa. Mạnh trâu con chặt vậy mũ vàng nín à. Mạnh gừa giặt vậy mình đi rừng mà không có nước kiếm nhợ dây và lớn vậy đó. Chặt ra 10 thằng uống.
chặt 5-6 thước rồi hứng mấy chai nước chuối đầy nhóc. Uống nó mát lên mà nó không có bị vấn đề ngộ độc trong cái thân cây đó không? Nó ngộ độc được, nó cái máu của cây đó mà. Còn như ông Tư nói là thần trà hương đó, ngoài cái việc trừ tà ra, nó có trong vị thuốc không? Có. Nó mũi con ngứa, con viêm mũi này, con lấy lưỡi lam này cạo nhiễm á. Mình để vô mình hít một cái một lát mình quay một vòng liền rát rành rành không được, nóng dữ lắm. Có người hiện tại bị dời ăn đó ông Tư, ở Củ Chi. Ngày mai người ta xuống, ngày mai người ta xuống các khoảng 12 giờ xuống đây đặng xin thuốc ông Tư về uống. Nó nổi giờ ở trong ông Tư, ở trong bụng á, là thuốc đó là cái cây chỉ thiên mình nấu uống hết trơn không Tư? Sao mà trong bụng biết giờ ở ngoài nó chỉ hết rồi, bây giờ còn người ta nói còn ở trong, chắc bác sĩ đi bác sĩ. Đã tới Củ Chi rồi, quá xa. Như cái đó nãy mình hít vô vậy nó bị gì không Tư? Nó trì da cam, viêm mũi rồi đó. Viêm mũi chảy máu cam đồ lại nó không Tư? Không, chảy máu cam mình hít vô chảy thêm. Trời. Bị nó nóng. Cây gì không Tư? Cây thần trà hương, cái rễ nó dằn nín nè. Cái vỏ rễ nó... Một cái rễ cùng tay cút ba dai mỗi lần về bên mình được 300-400 ngàn. Giá trị vậy luôn hả ông Tư? Ừ. Ở Phú Quốc có cây đó hả ông Tư? Bụi nào bụi nấy ôm không giáp, nó bò lên cả chục mét. Dạ. Yeah. Bị nó gai, quá gai người ta chặt, người ta đốt bỏ trên. Dạ. Yeah. Nó đào gốc, con ngã xuống rồi nó chắc lửa nó đốt. Dân bệnh vậy đó. Dạ. Yeah. Bị nó không biết cây thuốc hay sao ông Tư? Không biết. Nó có tác dụng trị bệnh gì không Tư? Nó tiêu thực, nó nóng lắm. Vậy là mình... Hạ đàm giáng khí là nó. Nấu uống vẫn được không Tư? Được. Mà có đâu mà uống. Dạ. Muốn cắm mình giờ cây ngón tay chặt hết mẹ rồi còn đâu còn bứng gốc luôn. Bởi vì bữa hổm ông Tư đi chuyến rồi ông Tư nó nói còn vô mấy cái bụi đó. Con coi thử thì cái gai nó thẳng ra chứ không có đâm xuống không Tư? Ừ. Thẳng ra nhiều khi thằng xạ thâm, thằng xạ móc. Dạ. Nó tới 3-4 loại thằng xạ luôn. Thâm rồi sao cái da nó thâm hả? Ừ, con vạt ra cái cây nó thâm đen. Mấy cây đó cũng trị bệnh mà đều không bằng yếu, không Tư? Yếu hơn thằng xạ. Nó vậy là cái thằng kia, cái thằng thâm với thằng móc là nó không có thơm. Không thơm. Hương nó thơm. Nó mà con nít góc đêm nữa mày, một lần cây gậy tao chống bằng sân trà nè, bị tao ngồi thiền luyện vô cái gậy đó nhiều. Chạy quá. Dòng nít góc đêm lại tao kê cái gậy vô cuốn rúng, tao hùng 2-3 tiếng là nghỉ khóc rồi. Nó sợ ông Tư hay là sợ cái cây đó ông Tư? Sợ tao chứ, sợ cây gậy. Có hỏi nó đâu dòng nít với thằng xạ hương con để đầu nằm, đừng bà đẻ rồi này kia để đầu nằm rồi không con ma nào dám nói hết. Yeah. Nó tốt gấp 10 lần của quỷ kiến sầu. Yeah. Nó kỳ ta kêu cái tên cây tên thần rồi. Thần thầy ấn thần xạ hương cây lớn nè. Yeah. Dây nữa mắc vậy mà sao mà người ta không xài, ở trong đó ta không biết chặt ra bán. Biết đâu mà xài. Đâu cũng biết. Tao nói cây rừng không mà bị gai không á. Dùng hộ phát rồi này kia quế câu rồi chặt chụm củi đúng trời củi thơm đó. Trúng cây quỷ kiến sầu chạy bỏ nhà. Thúi không Tư? Thúi quá. Ủa cây kiến sầu thúi lắm hả ông Tư? Thúi ịn, thúi khó chịu.
muốn miếng chuối nhiều ra bẻ nhánh vô đốt tử biết gì không, cái ít cái lõi nó còn cái lõi nó mới thúi cũng một ký 400-500 ngàn đó, mấy nhà lầu người ta cất để người ta trong tà ma đó. Ba thằng thiện chuỗi này lấy dâm nó bán tiền không thúi quá mà không có lợi không tôi. Ừ, cái đó là đốt lên thơ suối cả xóm luôn. Bị trong tà ma nó có ông Quỳ đó, ông Quỳ nó úp ốc người mình đó, bởi thành đó nó tanh không chịu nổi. Nó cũng trong tà ma đó. Mấy người ở ngáp lên kia xong ngử một cái rồi nó bóng chạy liền. Nó tâm nó chạy chứ là phải ma chạy đâu không tôi. Ma chạy. Chạy không tôi. Ừ. Rồi nhỏ nó tỉnh bơ lại. Một lát mày nghỉ xong nó nhập vô nữa. Ghê trời. Nói bậy nó bạ ngơn. Nó nhập vô dễ biết lắm. Mắt mình đương chỉ đỏ gì đó, trồng đen lát trồng mắt trắng sát. Cái nó ngồi nó là nó dòm mình rất chậm. Ừ. Nó bị mấy cái dông ma cu hồn ngạ quỷ nhập á. Ghê. Tao nẻ một phát bà nội nó dứt gốc. Dạ. Nẻ được luôn hả không tôi? Nẻ sau lưng nè. Ừ. Với cái ở bên Quốc có cái loại cây gì mà quý nữa không tôi? Cây phú quý xíu gì nhưng mình không tìm gặp nó thôi. Yeah. Không tìm nó mình với mình không biết. Yeah. Cái rừng núi đương nhiên phải có gọi đồ quý rồi. Vì rừng bệnh quá lớn. Rồi, mày lội phải đem dẫm, đem nồi, quải gạo, đồ này kia, lương thịt theo, lưới. Lưới làm gì tư? Giăng cá. Trời ơi. Rồi ngặt mình ăn tà hủ nè. Mày xuống xuống, mày bổ một lát, một cá rô con lớn lớn này nè, tao. Cá lóc với cá trai chạy không à, không có cái trai vàng mình. Mới giờ con tưởng cá trai trắng mà cái đầu nó bự hơn. Yeah. Mình dài hơn. Mình ấm nhôm nhất. Con cá trai trắng mình nói nó dài chứ con cá trai chạy nó dài hơn nữa. Dạ. Yeah. Nói béo ngon thì nó ngon hơn cá trai trắng, thịt thơm hơn. Dạ. Yeah. Do nó chạy nhanh hay sao mà đặt nó cá trai chạy không? Thì tao biết đâu, tao cũng biết đâu. Nói cá trai thì con thấy nó chạy lẹ rồi. Ở bên núi Tô nhóc chân không tôi? Không có đâu, bên mình không có đâu. Ở trong cái hang mà đá cây con vô trọng cá, cái đầu trời giờ cái mình ốm nhất. Giờ mà vô nhỏ mà, ngón tay vô cái. Thiếu ăn nó bị ốm chứ không ạ? Ốm, thiếu ăn. Ở trong cái hang của đá cây núi Tô á. Mấy ổng là thịt nó ăn ngon dữ lắm, mà mình đâu có ăn đâu mình biết. Cái đó con móc đào ít trùng lên đem lưỡi câu, cần câu theo dịt lát đủ 2-3 thằng ăn. Nó lội trong hang nhóc hết trơn không tư? Cái tì dục rồi mình kia. Cái tì dục mình bị kéo mặt nước thì nó tắt bốc hình cá lóc mà anh kỳ thiêu thiêu. Đâu là có đá tao ăn cậu út tao cậu luộc tao. Tao xúc cái tì dục con mình thấy út rồi út mình nè. Yeah. Vì tao không cho ăn đất vì tao bỏ đói. Qua coi đá cá mày ăn gì giờ. Ăn bánh ăn trái gì cũng làm ở đây. Đá rồi xúc cá mình đòi để ra trước miệng cá mình hơi bự hơn cá ông nhỏ chấp ổng để cá mình xúc qua keo ổng xuống cái dưới đít chai nằm như thả thiêu thiêu lên rượu người nó phùng lên nó chè cái nó để cái bóc nó táp cái là ăn khúc ơi táp đứt lực ngọt luôn hả ông tư đứt ngọt chết lát ăn hết thân cá thiêu thiêu luôn nó trợ đủ mẹ thiêu thiêu dữ nó bắt bọng cây với ta thiêu thiêu núi này khó đâu nói ông mẹ thiêu bị nó kỳ nó dòm xanh ấy như cá thiêu thiêu mà nó không có cái vướng thôi. Yeah. Nó họ cá lóc táp nuốt luôn cá thiêu thiêu luôn dây thun đá ăn dây thun. Yeah. Ủa mà nó tròn vậy bộ ông nhìn nó không biết ta dùng dân mơ nít trong mà chơi ổng tao tuổi mà ổng vô quánh đồn nghĩa quân nó bắn nó mắc kẹt hàng rào không cho thân nhân lấy tay luôn thời chiến tranh cá nó vậy là nó giống cái con cá lóc lớn lên là nó giống luôn hả ông tư không có nó bằng chân cái nó kỳ nó cũng bông hoa xanh
vàng vậy đó, màu sắc như cá bảy màu mình như đó, bự lắm là bằng chân cái. Dám còn thấy ở bên núi Tô chắc cá đó nhóc ở trong hang mấy suối dạ dạ trong hang đó chắc còn thấy cá đó mà thiếu ăn cái đầu bự tù cái dạ dạ đúng rồi xíu. Cái đầu bành kia cái mình nhỏ xíu à. Ừ. Nó nhát lắm không được không nhát nó cái gan lắm chứ con móc bù cào hơi trùng gì mày kéo kéo mặt nước là ở trong kẹt trong hốc là anh nghe nhúc nhích nước là anh phóng ra liền dưới cua núi cua núi cái trước mấy cái tàu đụng đỉnh nó lá đụng đỉnh nó cái suốt hết lá dưới bỏ trượng lá trên đọt à cái giò tròn lại lấy dây thun đeo tay mình là nịch vô mình thọc vô hai mình nhữ trong anh bay ra liền kẹp liền kẹp liền giật cái văng ngoài đất có thằng phải cho lanh lượng nó lẹ lắm lẹ lắm nó như ba kia chạy lên núi Tô mà anh có một chỗ cua núi nhiều lắm ngay ăn dòng suối con đi con gặp hoài mà vừa gặp y là nó chọt vô hang mất tiền nó ngon như ba kia đỏ đỏ chát không tin ừ tao đi lên tao đem tép đem cá khô cá đồng mình lên đến cho mấy núi nó bắt cua cho tao đổi nha ông tôi đổi tao mớp gỏi cua tao để sống về rửa cho sạch lấy bằng chải đánh cho sạch giết cho anh chết đi rồi đánh cho sạch tách ra mua yếm gạch để lát quậy mình tứ lên trên á chừng nó ăn được nó ăn hết cua ngủ luôn ăn sống luôn á ông tôi ăn sống bộ nó không tanh chứ ông tôi không con mớp gỏi con nặng chanh vô ăn nghiền luôn đậu phộng rau răm nhưng mà con nghe nói ăn nó vừa là bị xe bóng ngà không tôi không xây mày ủa sao bị cua dưới mình xây con cua ngoài bưng xây mà con bắt con cua ruộng con ăn không xây ủa sao lạ đó con cua ngoài bưng nó ăn tạp bùn xịn rong cỏ thúi rồi đó bây giờ ăn thì sợ chết luôn nữa bị thuốc sâu nữa rải từ ổng bóp gỏi cua núi cũng như là gỏi thái vậy thái nó bớt rõ sống gì không? Tao ăn mới nói gốm mà nội cũng ăn cái gốm ăn thử coi chừng ăn thử rồi chiều vậy nó 4-5 thằng nít nít cũng 16-17 tuổi bằng cụ đang mang đèn đội núi theo suối nó bắt sáng nó mấy ký bây giờ còn đâu nữa ký cũng 300-400 ngàn nữa không có rẻ đâu. Sao nó mắc dữ vậy ta? Bên núi Tô có một chỗ không còn. Có bên núi Tô có một chỗ còn chứ bữa đó mà cho mày coi cái ốc gạo đó 200-300 ngàn ký năm mấy ốc gạo chưa ốc gạo với tôi nhóc ốc gạo núi ốc gạo núi tôi tưởng ốc gạo dưới sông không phải nó ngoài bờ này nè ốc gạo mà cái miệng của nó cuốn tròn lại đó hả nó có mài dạ biết mà nó ở trên bờ mà ở trên núi á. Bữa mày bắt ốc lên ốc hương nó mấy trăm ngàn ký đó ốc bằng chim cái nó bông qua hôm qua như ốc bình đây mình kêu ốc bà chằn ốc mấy trăm ngàn trắng mà ông tư hả ốc kia cái màu rõ mà trắng mà ốc hương nó đâu có nó nâu nâu nhưng mà nó có sọc dạ đúng rồi nó sọc xuống bữa đó bắt hỏi ông tư ở bên đó hả sao mà không kiếm coi còn không bắt mới vậy phải mấy trăm ngàn ký là dễ gì dùng ốc len còn 180-190 ngàn 200 ngàn ký đồ mắc dữ lắm bởi vì ông cháu mình tiếc cái mình ăn tà hủ phải ăn tương anh đâu bắt nhiều con cái gạch nhưng mà ăn béo hơn gạch tôm ở trong con bự vậy nè chừng 4-5 muối một muối có 2 miếng gạch ngón tay nè rồi lấy kéo hớt gai ảnh hết nhưng mấy thọc cây dao tách từ muối ra rồi mình mới gấp miếng gạch để ra dĩa nhật nó ăn sống không con gặp nó con không dám đụng vô luôn đó ông tư trời nó đâm mày ngon tay đâu chứ hả anh Năm với anh Huy đưa con không dám đụng luôn á tao mới gạt tao đâu dám nói nhụm sợ nó bắn mà nó không có bắn còn non không rồi con nhung non gai nó mềm chậm mà dạ mềm chậm mà nhung bự mà đưa gậy mình chống nó vô đâm lượt bô. Dạ. Con thọt cái tay ngón tay chụp vô cái miệng nó cạp ngón tay con ảnh bị ảnh tung giãn ảnh dạ. Có muối dạ 5-6 muối gì nguyên vòng nó cắn mình có đập không tư
nó chích mày chứ nó chích cái đen chỗ chì chỗ đó liền cũng như người ta mực đen. Ồ, ngựa nhất là làng vậy hôm á. Mà mới hổng con bắt đó, con non nó không sao. Non bị gai nó mềm sẫm à. Dạ. Gai nó dài cả gan vậy nè. Dẹp đẹp như gai cây nhum trên rừng vậy đó. Dạ. Con non mới hổng con bắt cái đầu gai của nó cuốn lại gì nè ông Tư? Gai non. Dạ. Nó mềm, đâu dám đâm, đâm gãy gai. Mềm. Hồi ngủ nhiều như con biển, sâu biển con bắt tay, bắt tay, bắt chân gì nữa. Con sâu nái, ừ. Ừ. Mấy cái thằng mà nó lưới rút lưới đồ này kia đâu dám lựa bằng tay. Dùng bao tay mỏng mỏng đeo vô đâm trổ trên. Rồi nó bự gì ăn được không thưa? Ăn đâu, cũng lấy cây kiệu dứt trong công. Nó bắn hả ông Tư? Nó bắn một cái rồi mình dòm cái mình còn hơn mình đau ban đêm nữa. Yeah. Một nó nổi đỏ về nó ngứa không nằm không ngủ được. Ồ. Nó như thuốc đỏ ông Tư trị chắc hết hả ông Tư? Hết chưa chắc hết liền hả ông Tư? Mày thấy con chứa nó độc cỡ nào con chứa nó còn hết. Yeah. Thuốc đỏ mình rất hay. Mà cái chỗ mà bữa hổm chỗ đó còn với cái con Dung nhiều á, anh Năm với anh Huy bắt được, tức là chỗ đó có con lớn. Đúng, có con lớn ở ngoài sâu á. Bị con nó sống nó nhẹ ra nó bò đi cái sống đánh anh văng lên. Bà nội ơi, hồi mới qua mày dòm mấy cái kẹt đá đen xì mày đâu dám lại gần. Sợ lắm tôi. Nó nhiều ở dưới luôn. Thích con luôn. Trời ơi. Ủa ngựa là không làm gì hết, qua cô công mà cũng vậy. Rồi cái đợt nghiệp nó vô đi bắt thằng canh này cũng bắt bán nè. Một con 10.000, 15.000. Dạ. Ủa hồi xưa vậy mà giá trị dưới ta? Nó ăn gạch 5-7 con cái dĩa và lớn con mới được dĩa lùm lùm chứ. Dạ. Rồi nó nặng bù tạc vô cái nó lấy tâm xịa răng mình nó chích nó ăn. Cái kiểu đó mình ở trên bờ mình không biết, mình xuống bước xuống đạp nó thấy chết bà nội giò luôn. Đen giò luôn ghê. Đạp vô cái là xong nó xong đạp lên rồi con mà nhứt quá đái gì nổi mượn khác đái. Ủa mà đái vô là hết không được đái rửa nó mới hết. Ê, ngon quá. Gì cũng có thuốc trị liền về tại đó luôn khỏe. Mà mình đâm có cây chĩa hai mũi vậy nè. Dạ anh chạy này lặng mang kiến nó coi con nào bự mới bắt. Con nhỏ bắt chi? Bự gạch nhiều. Bự là gạch nhiều mà. Ủa nó gạch nó giống như gạch tôm cua mà sao không Tư? Y như gạch cua vậy đó. Nó cũng màu nhỏ đỏ đỏ vậy đó không Tư? Ừ đỏ, đỏ đậm hơn nữa. Càng ăn cường dương đó, bởi mấy thằng cường dương nó khoái cường dương nó ăn. Dạ. Dạ. Đặt lên là lấy kéo mình hớt gai hết. Ủa không hớt nó được không? Không hớt đâm mày bỏ bà cho một con khử nó được. Dạ. Phải hớt gai hết. Hớt anh trụ lũi à. Cái gai nhỏ anh cũng đâm mày được nữa. Dạ. Nó 3-4 lớp gai lẫn gai cao, dựng dai, rồi gai dừa, gai giấy, gai sát trong thân. Gai sát trong cơ thân nó mềm nó không đâm mình được. Vậy là ăn nó cũng cực khổ dữ lắm chứ. Là phải ừ, nữa. Mày bắt một thao bự mình á, một thao bự rồi bắt đầy một thao gì cứ bắt triệu với nó phải ít. Con thấy nhiều người nó lặn xuống biển nó có cái cây gấp ông Tư. Rồi nó có cái túi lưới. Người ta gấp người ta bỏ vô túi lưới, nào đầy túi lưới nó nổi lên. Thì bởi vậy mình không có gấp chơi chĩa không à. Dạ. Dùng dây chì gai, dây chì mình á, nhỏ nhỏ vẽ hai mũi này gặp sọt đánh gạt vô tao. Thằng cành nó lên quán, biên hải quán đó, nó lặn vô mé bên tay trái nè, qua bên đồn biên phòng mình, chỗ mũi đá. Thì mình không có giờ rảnh với tao, giờ yếu, lội lặn gì đứng đi, yếu, tao mạnh như mỗi lần tao dắt cho mình đi, đuối luôn, mình quay. Dạ mấy cái đảo đó hả ông Tư? Không. Chỗ biên hải quán đi qua cái phía tay trái qua đường bãi dài nè. À dạ dạ dạ. Lội một cái cua đó chừng 3 cây cây số. Hồi lần hai cái đảo nhỏ ngoài cái hòn cái đó hòn bàn.
Ông Tư có ra lần nào không Tư? Tôi ra quái hoài. Ra quái chiều chiều buồn buồn nó nghỉ đục khắc gì đó, mướn đò nó chạy ngoài. Mỗi lần chạy 100, 150 ngàn à, mình ở chơi sáng tới chiều. Khi nào mình về cái mình kêu nó quắt nó vô. Đâu phải, nó đậu đó với mình chứ. Ủa vậy là ở với mình luôn hả ông Tư? Ở mình luôn, lặn ốc với mình rồi đó, đâu có điện thoại. Dạ. Ở đó. Tính ra mướn 100, 150 cũng rẻ chứ, ở đó ngày với mình đó. Bây giờ chắc 300, 400. Ông chú Hai, Hai Trang đó, ông nói khách du lịch người ta mướn tàu chở ngoài cho người ta lặn ra mò ốc, vỏ ốc rồi chứ. Xung quanh đó lặn nhất là bọng đá. Cục bà lớn mà dòm dưới biển rất đẹp, mà lặn dưới mà dòm cá cũng như chỗ Hai Trang nuôi. Mà nó ở dưới biển nó còn nhiều thứ nữa mà mình nuôi nó không được. Sao mà lấy lên được ta? Mấy bông đá lấy lên được về nhà để vô tủ kiến coi rồi. Con nó đem xà beng theo. Xà beng mỏng dánh là con xe vô đấy. Một lần chỗ quán Hai Trang ban ngày nó bán nhóc thiếu gì. Nãy gãy rồi đem về để. Mà mình đem về đây là nó chết rồi hả ông Tư? Đem khỏi nước nó chết rồi. Nước biển mà mẹ tao mỗi lần tao bứng về tao để trong cái hồ lên. Lớn hả ông Tư? Là cái đọt non anh ra anh đánh Tư mềm sụm mà lên. Kêu nó là gì đó ông Tư nói kêu gì? San hô. San hô. San hô bông đá. Tao kêu bông đá đó. Bông đá. Mà thật chứ cái giống gì đâu mà nó lên nó thật thiệt chứ. Tính ra ông Tư có cái chỗ nào ông Tư không biết nữa ta. Ông Tư đi có bên à, bên đảo Philippines Tư chưa đi. Chưa. Giờ qua tới Philippines xong rồi về nè ông Tư là an phận tuổi già luôn rồi vừa luôn. Bởi gì? Cái lá nó cuốn không? Ừ. Nó họ xài rừng, trái như trái xài mình là con ăn có cái ngọt ăn được. Có thằng ăn chua muốn té đá quần. Cây sơn trà hả ông Tư? Chân trà. Vậy là loại chua loại ngọt. Loại chua loại ngọt. Lại loại đỏ đó thì nó ngọt. Mà lại loại đen thì nó chua. Mà khi mà nó chưa có một rũ này thì cái thân cây nó có nặng như mình cầm cái cây trà thường không? Thì đương nhiên nó phải nặng rồi. Cái giác nó con thấy thương nó vàng ngín như cây quăng mình á, thì đó không? Dạ. Vàng hơn cây quăng nữa. Cái giác nó rất đẹp. Không phải giác nó xấu đâu. Mà cây chuyện ôm nó lõi một cục tay. Ý ngộ. Ừ, lõi nước. Bởi vậy mà lấy cái lõi này làm gậy đó không Tư? Ừ. Mua mấy cây đó vì cây này quá lâu trong rừng rồi nó muốn mục lõi rồi. Cây này thành cây lục luôn. Cây lục. Nó nằm trong rừng không biết mấy chục năm đóng hỏng hư đúng không? Dạ. Mà nó thua cây chai. Dạ. Cây chai bữa đó mình chỗ cái giặt rõ ấy hộ bác đó nằm vậy hoài đó mày 20 năm sau mày vô cũng còn y nguyên. Yeah. Không có rong núm gì mọc anh bị trong anh chất dầu. Yeah. Bởi vậy nó cưa ra nó còn tươi trong đó nè. Ừ, cưa tươi xanh con giặt trong dằn nín mày hử thơm dầu chai nực nồng. Bởi cây tươi xanh lại con chặt nhánh mình cầm tay mất chuối mình rồi kia con bữa ra nhúng lửa chụm trái ầm ầm mua trái thổi không tắt trái còn khỏi đen nữa chứ ảnh chụm liền ở đó có nhiều cây chụm trái kiền kiền nè cây kiền kiền cây lào táo nè cái cây chai nè tức là mình chụm liền. Mà bữa hổm mình đi không có thấy cây lầu táo nữa không Tư? Trời ơi, hai bên lậu bữa mình đi qua bên bãi tôm á. Dạ. Ảnh đứng khích cây vậy trơn á. Dạ, lầu táo đó hả ông Tư? Nó từng cây chai. Cây lầu táo kìa mình không thấy. Lầu táo cây nào mình lấy hai ba đứa mình ôm. Nằm sâu trong rừng hay là nằm ngoài không Tư? Nằm ngoài còn đâu. Dạ. Mẹ trên nhất là bây giờ bị nó thịnh hành bị tàu biển dên dên không à. Dạ. Con đâu có đóng cây khác được nhất là dên xanh
Vinh Vinh trắng thì nó rẻ, nó dụ một khối nó 5 triệu, mà Vinh Vinh vàng thì một khối 7 triệu, Vinh Vinh xanh khối 10 triệu. Ủa sao mà mình biết nó xanh, cái lõi bên trong nó màu xanh hả? Con đúng, con để dưới nước nó ra lõi như gián hương, mày thấy lõi gián hương ra nước chưa? Nó đỏ tươi à? Đồng đỏ. Ủa vậy là không nói sao chứ con thấy nhà để đỏ tươi à? Không có. Con để dưới nước nó ra nước nó mới ra xanh. Không vậy là đó con biết. Chắc là do con lấy cái lõi nó để. Thì lõi nó mới ra xanh. Ở nhà có gián hương. Lũ quý thao lao cả chục đứa mình ôm gốc vô giáp thì thao lao. Hồi xưa mà con cắt cái nhà thao lao mua thằng Hoành trong vườn này, nó mua một cái cây nữa, cắt ba cái nhà chưa hết cái cây đó, còn đóng chổng, đóng vườn, đóng tủ thờ này kia bận dữ không đây, mặt ba thước à. Quá thứ. Ba thước nội cái nhánh nó không muốn cắt tủ cái nhà. Thao lao cườm mới tốt. Thao lao cườm dân nó đẹp lắm. Thao lao cườm gai nó nhiều mà lá nhỏ xíu à. Cái gì nó cũng hai ba giống nữa. Thao lao cái thịt nó đắng. Ừ, bây giờ khuôn hình đó. Khuôn hình, khuôn tranh rồi kia, con phải làm thao lao, làm cái khác nứt rồi. Nó bị lâu ngày nó bị nứt không? Không lâu gì, nó khô nó nứt. Thao lao đặc biệt thao lao không nứt. Cái chai này cũng không nứt. Mỏng cái nào mỏng hơn cũng không nứt. Không nứt. Bà nội chỗ cái gốc ấy, cái rễ nó mà mặt thước rử nó mới tính. Cái rễ cây chai, cái gốc cây chai bằng nửa cái căn này vậy nè. Mình chung trong cái bọng 20 đứa ngồi tỉnh bơ. Cái khúc chai bữa hổm mà mình giống cái bàn á, mình đem về được cái đó làm cái bàn biết nào hư không tư? Ồ thì ấy cái bàn đỏ đỏ cho mình đi vô nhà ấy đó, yeah. Chai đó. Yeah. Mấy gốc đó nó lượm mằn mèo chằng chịt gì nó mới lấy. Yeah. Còn cái gốc nó bỏ lại xuông đuột nó mới không lấy đó. Yeah. Nó xẻ bằng gan luôn. Cưa nó lóc nó cưa lóc nó đâu cũng cưa cá mập mình, yeah. Cưa rường mình nhưng mà nó không có một thằng trên thằng dưới, hai thằng ngồi ngang cưa, yeah. Bắn mực rồi nó cưa nó bằng ra bất kỳ cưa nó giỏi lắm, nó kéo tối ngày sáng đêm luôn. Quen quen cây thao lao hay cây kiền kiền cây này kia nó hạ xuống để nguyên cây rồi dưới gốc nó lóc lên hoài, lóc mấy phân mấy tấc gì đó lóc rồi tới đầu cái phiến ngàn đó rã ra từ phiến, yeah. Khỏi nề khỏi đấm móc đấm mẹ, yeah. Bất kỳ chơi nội hai cái dáng bìa nó không mà đem gì mà xài. Hôm qua cô Công lấy dán bìa nó lót giường mình ngủ. Không. Rộng hơn căn nhà này nữa. Đi giác buổi một, năm ba đứa giác buổi một về mấy nguyên giác tiếp. Bị nó chuyên môn nó lâm tặc mà. Chỗ nào cây nào cây nào tốt nó lên đó nó chỉ, nó giác luôn về với mình. Rồi nó ăn cơm bên đây, uống rượu nhậu bên đây. Thuốc tao nấu cái nồi bị lớn này nè. Thuốc nam á không thầy? Thuốc nam. Dạ. Mạnh trâu này nè với cái gân vàng. Mụ ngựa uống, anh đã quá đã, anh qua đó anh uống không? Chị bệnh gì không tức? Nó trừ đau nhức, bệnh nó trợ thận cho đường ông mình mà. Mạnh gân cốt mà chứ. Mạnh gân cốt. Sao mà thuốc đàn ông toàn là cái loại cường dương là nhiều không bên đây?